Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay mời tất cả quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Hoàng Kiên. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương tuy ngắn nhưng với một cốt truyện rất là phức tạp và có nhiều điều hấp dẫn và lôi cuốn. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Vào thế kỷ 19, ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Thái Bình, có một đôi vợ chồng họ Nguyễn thuộc tầng lớp trung lưu. Tuổi đã cao nhưng hiếm muộn nên không có con. Bù lại họ sống rất nhân hậu nên được mọi người xung quanh rất yêu quý và kính trọng. Ông bà Nguyễn ban đầu chỉ là nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả kiếm từng đồng từng hào. Đến khi tuổi xế chiều mới tích góp được một số tiền đủ để dưỡng già và không phải làm việc vất vả như những người láng giềng có cùng hoàn cảnh. Bà Nguyễn vì tuổi cao sức yếu nên không thể sinh con được nữa, cảm thấy rất áy náy với chồng và gia tiên nhà chồng nên đã nhiều lần nói với ông đi tìm một người phụ nữ ở bên ngoài để kiếm một đứa con. Vừa để báo hiếu tổ tiên, vừa để làm niềm vui và nơi nương tựa tuổi già. Ông cụ Nguyễn ban đầu nhất quyết từ chối vì không muốn phản bội vợ. Nhưng về sau nghe lời khuyên của vợ và những người xung quanh, ngẫm thấy nếu mình cứ cương quyết không sinh con thì có lỗi với gia tiên, nên ông đành kiếm một người phụ nữ khỏe mạnh để nhờ người ta sinh giúp một đứa con. Qua giới thiệu và mai mối, ông cụ Nguyễn tìm đến cô Hường, một người phụ nữ làm nghề bán thịt lợn ở cuối chợ, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, có một đứa con trai, chồng thì đã mất cách đây được hơn một năm. Ban đầu nhìn dung mạo của cô Hường, ông cụ Nguyễn có phần e dè, bởi cô ta trông quá dữ dằn, lại mang tiếng sát phu. Thế nhưng, người này người kia nói ra nói vào. Ông phải tìm một người phụ nữ có thể sinh con. Chưa, bà ở nhà đã không sinh được rồi. Bây giờ, ông mà tìm một cô gái tơ nhỡ, cô ta cũng không sinh được thì sao? Phải tìm một người phụ nữ đã từng sinh con, thì mới đảm bảo cô ta không phải cây độc không trái, gái độc không con chứ. Phải đây ông Nguyễn ạ, cô Hường tuy trông có hơi dữ tướng, nhưng bù lại là một người phụ nữ đảm đang khéo léo. Cô ta sẽ sinh cho một đứa con trai mà ông đang cần. Dáng cô ta thế kia là đẻ con tốt lắm đấy. Đến cả bà Nguyễn cũng khuyên chồng. Tôi thấy mọi người nói cũng phải đây ông ạ. Cô Hường trông hơi dữ tướng nhưng cô ấy là người đảm đang, lại từng sinh được con trai quá chồng. Ông lấy cô ấy biết đâu hai người sẽ mau chóng có con. Mà tôi thì thèm một mụn con lắm rồi. Dù không phải con do tôi dứt ruột đẻ ra, thì tôi cũng vẫn sẽ yêu thương như con mình. Với lại, chúng ta tìm kiếm bao lâu nay có được ai đâu. Bây giờ cô ấy chịu thì tôi nghĩ ông mau tiến hành đi thôi. Tôi sợ là cả ông và tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bà Nguyễn đã nói như vậy thì ông Nguyễn cũng không phản đối được gì nữa, đành chấp nhận nhờ cô Hường sinh con. Đổi lại ông sẽ cho cô ta một số tiền. Thế nhưng cô Hường lại là một người phụ nữ đanh đá sắc sảo và tính toán. Cô ta không chịu với đề nghị sinh con lấy tiền cho ông Nguyễn mà ra điều kiện. Ông phải lấy tôi về làm vợ chính thức. Tôi không cần tiền. Cái tôi cần là danh phận. Thời đó chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp không phải là điều cấm kỵ. Thế nhưng với ông Nguyễn thì đó là một điều khổ tâm. Vốn dĩ ông rất chung thủy với vợ. Chuyện phải ngủ với một người đàn bà khác để sinh con đã là một điều có lỗi với bà rồi. Vậy mà bây giờ lại còn phải đường đường chính chính rước người đàn bà đó về nhà, ra mắt tổ tiên, công nhận cô ta là dâu con. Bà Nguyễn biết điều kiện của cô Hường đặt ra, trong lòng bà cũng cảm thấy ấm ức. Nhưng vì nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường cho nhà chồng nên bà đành chấp nhận. Bà nói với ông. Thôi, ông cứ làm theo lời cô Hường đi. Cô ấy quá chồng nên muốn có một người chồng đúng nghĩa. Với lại ông cũng đang muốn có một người nối dõi tông đường, nên công nhận cô ấy với tổ tiên cũng là hợp tình hợp lý thôi. Vợ đã nói như vậy thì ông Nguyễn cũng đành làm theo. Tất cả cũng chỉ mong có một thằng con trai nối dõi. Bà Nguyễn đi xem bói để chọn ngày tốt, rồi nhờ người sang hỏi cô Hường về làm vợ bé cho chồng. Chầu cau sính lễ đầy đủ, có phần hậu hĩnh hơn rất nhiều khi bà Nguyễn được về làm dâu. Hàng xóm nhà cô Hường xuống và bàn tán. Cô Hường được đưa về làm vợ hai đấy, sính lễ cũng khá quá nhỉ. Nghe nói là người ta chỉ muốn nhờ cô ta sinh con thôi,
nhưng cô ta lại ép buộc người ta lấy về làm vợ đấy. Kể ra cô ta ghê thật đấy, đang từ quá chồng bây giờ lại có chồng rồi. Người chồng trước của cô ta chết bất đắc kỳ tử sau khi hai người lấy nhau được 2 năm. Tôi sợ là cô ta có số sát phu, người đàn ông cô ta sắp lấy lại già lắm rồi, liệu có ở với nhau qua 1 năm được không? Cô Hường biết hết những lời dị nghị ấy, trong lòng không vui nhưng vẫn vênh mặt lên với mọi người. Ra điều mình đã vượt lên được số phận và điều tiếng. Cô ta sẽ cho mọi người thấy cô ta sắp làm được gì trong nhà ông Nguyễn. Sau khi về làm vợ ông Nguyễn, cô Hường vẫn tiếp tục làm công việc buôn bán thịt lợn như trước đây. Nhưng khác là cô ta không bán ở cuối chợ nữa, mà bán ở ngay trước cửa nhà ông bà Nguyễn. Cô Hường nhận thấy nhà của đôi vợ chồng già là nhà mặt đường. Tuy không lớn nhưng cũng quá tốt để có thể kinh doanh. Thế mà hai thân già ngu ngốc kia không biết cách tận dụng. Thế là căn nhà yên tĩnh của ông bà Nguyễn đã trở thành một điểm tụ họp của cô Hường và những người đi chợ. Họ dừng lại mua mua bán bán, trao đổi các mặt hàng, nói dăm ba câu chuyện. Nhưng đáng ngại nhất là những câu từ tục tiếu của những người thất học. Ông bà Nguyễn ban đầu cảm thấy ngại với hàng xóm nên nói chuyện với cô Hường, nhưng cô ta gạt phát đi. Hàng xóm láng giềng sang góp ý với cô ta thì bị cô ta mắng vốn bằng những lời lẽ khó nghe, nên lâu dần họ cũng không muốn giao lưu với ông bà Nguyễn nữa. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng khi cô Hường mang thai. Tính tình cô ta càng lúc càng trở nên quá đáng, không coi ai ra gì. Nếu là trước đây cô ta còn nể nang bà Nguyễn, thì bây giờ cô ta không chút kiêng nể, mắng chửi bà bằng những lời cay nghiệt mỗi khi bị ngán hoặc không hài lòng với đồ ăn bà nấu. Những câu nói như độc cây độc không trái, gái độc không con, bà là thứ vô sinh vô phúc, thấy tôi có bầu được nên ghen ghét à, làm cho bà Nguyễn đau như dao cắt. Ông Nguyễn cũng khuyên nhủ vợ hai, nhưng đổi lại cũng là những câu nói cũng cay đắng không kém. Thư đàn ông vô dụng, không biết dạy vợ để bà ta ngồi lên đầu lên cổ. Tôi đang mang thai con ông đấy nhá. Ông bà mà làm gì để tôi không hài lòng là đứa bé không sống được đâu. Nghe những lời dọa dẫm của cô Hường, ông bà Nguyễn đành cố nén nhịn vì sợ đứa bé trong bụng cô ta gặp vấn đề. Thế rồi cũng đến ngày ả sinh, một đứa bé trai kháu khỉnh đúng như mong muốn cả đời của hai vợ chồng già nhân hậu. Cô Hường thấy vậy thì lại càng được dịp lên mặt với bà Nguyễn, mặc sức sai bảo bà đủ điều. Mang tiếng là nuôi con mọn mà cô Hường chưa bao giờ phải thức đêm thức hôm chăm nom con nhỏ. Mọi việc đều đến tay bà Nguyễn, ngay đến việc cho con bú cô ta cũng thoái thác khi đứa bé mới được 6 tháng, mặc cho Nguyễn nói như thế nào đi chăng nữa. Cô ả lấy lý do là sợ xấu, trong khi đứa con trước đây của cô ta thì được bú sữa mẹ đến khi 2 tuổi. Nhưng cũng có một điều làm cho bà Nguyễn vui, đó là cô Hường đã không bán hàng ở trước cửa nhà nữa mà trở về cuối chợ như trước đây. Có lẽ cô ta sợ ồn ào cho đứa con nhỏ, ai cũng cho là như vậy, và cảm thấy yên bình hơn khi không còn cảnh họp chợ ở nơi ở vốn đang yên bình của họ nữa. Cô Hường vẫn giữ thói quen đi sớm về muộn như trước khi lấy ông Nguyễn. Ai hỏi sao không cố về sớm với con, thì cô ta nói bằng giọng chua cay. Gớm, ông bà đấy thì có giàu có gì cho cam. Tôi mà không chịu khó đi buôn bán thì lấy gì đổ vào miệng. Chẳng biết cô Hường kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cô ta không đưa cho vợ chồng ông bà Nguyễn một đồng một cắc nào để nuôi đứa nhỏ. Cũng may ông bà Nguyễn cũng không quá khó khăn, nên không nhờ cậy vào cô ta. Với họ thì đứa bé là quá đủ. Thế nhưng, trước sự dễ dãi của đôi vợ chồng nghèo, cô Hường càng lúc càng tự do. Cô ta có lần còn đi không về, mặc cho hai đứa con trai ở nhà mong chờ mẹ đỏ cả mắt. Không ai biết tại sao cô ta lại ngủ luôn trong cái sạp bán hàng ở chợ. Thế nhưng có một bà cụ lưng còng làm nghề hành khất đã nhìn thấy rất nhiều lần ả Hường tình tứ cùng với một người đàn ông trẻ. Bà cụ chỉ chép miệng. Đàn bà gì mà kỳ vậy? Tất nhiên bà cụ cũng không nói ra chuyện động trời đó. Một đêm nọ, bà Nguyễn sau khi chăm sóc đứa con trai nhỏ của cô Hường thì mệt quá lăn ra ngủ. Bà mơ thấy một người đàn ông đứng bên đầu giường nói với bà một chuyện động trời. Thằng bé này không phải là con trai của chồng bà đâu. Nghe tiếng người nói, bà Nguyễn vội ngồi dậy. Trước mắt bà là một người đàn ông có dáng vẻ khắc khổ, nhưng có khuôn mặt rất quen. Hình như bà đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bà lên tiếng hỏi. Anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Tôi là Bân, chồng trước đây của Hường. Vậy sao?
Nhưng người ta nói anh đã chết rồi mà. Vậy anh là hồn ma à? Đúng vậy. Tôi đã không còn là người nữa. Nhưng tôi muốn trở về dương gian để báo mộng cho ông bà biết một sự thật. Đứa bé vợ tôi mới sinh không phải là con của chồng bà đâu. Cô ta đã lăng nhăng với người khác đấy. Anh nói sự thật đấy à? Nếu thế thì đứa bé này là con ai? Nó là con của vợ tôi và một người nhân tình. Nhưng bây giờ cô ta không cặp kè với người đàn ông đó nữa rồi, mà cặp với người khác. Cô Hường cặp kè với ai? Anh có thể cho tôi biết được không? Nếu bà muốn biết thì hãy đến cái sạp hàng của cô ta ở chợ. Nhưng hãy cẩn thận đừng để cô ta phát hiện ra. Bần vừa nói vừa vuốt tóc con trai mình đang nằm ở chiếc giường nhỏ bên cạnh. Vì ông bà là người tốt nên tôi mới báo cho ông bà biết chuyện này. Nói xong Bần biến mất, để lại bà Nguyễn ngơ ngác. Lại đúng lúc thằng bé khóc ré lên nên bà phải dỗ dành. Câu chuyện Bần nói không biết thực hư ra sao, nhưng phần nào giải đáp được khúc mắc trong lòng bà Nguyễn. Từ khi Hường sinh thằng bé này ra cho đến bây giờ, bà không thấy nó giống chồng bà điểm nào cả. Thế nhưng bà không dám nghĩ cô Hường dám làm chuyện động trời như thế, bởi dẫu sao cô ta cũng là phụ nữ. Vậy mà nếu ngay bây giờ bà ra sạp hàng của cô ta ở ngoài chợ thì sẽ bắt được quả tang. Thế nhưng lúc đó vợ chồng bà sẽ mất đi đứa con nối dõi mà cả hai đang trông ngóng. Nhưng nếu cứ để mặc thì chẳng hóa vợ chồng bà nuôi con tu hú hay sao? Thằng bé đêm nay quấy quá, dỗ mãi không nín. Ông Nguyễn lại đang ốm nên bà không thể đi ra ngoài chợ được. Dù sao trong thâm tâm bà vẫn mong thằng bé là con của chồng bà. Con không giống bố thì có thể giống mẹ và họ hàng bên ngoài, giống như Hường vẫn nói. Lạch cạch, bên ngoài có tiếng động, là Hường về. Bà Nguyễn vội vàng bế thằng bé ra cho Hường, nhẹ nhàng nói với cô ta. Thằng bé khóc mãi không nín, cô cho nó bú đi. Tôi vừa đi về mệt, bà không dỗ nó được à? Tôi dỗ mãi nó không nín, chắc là nó nhớ mẹ. Cô cho nó bú rồi ru nó ngủ đi. Bà Nguyễn cương quyết đưa cho Hường nên cô ta không còn cách nào để chối từ, đành ôm lấy thằng bé vào lòng và cho nó bú. Bà Nguyễn thấy thằng bé nín khóc thì hài lòng quay về phòng mình. Đêm hôm đó bà có giấc ngủ ngon, hy vọng giấc mơ ban nãy chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hường đương nhiên không biết đến giấc mơ của bà Nguyễn, vẫn thản nhiên cặp kè với nhân tình. Mỗi khi có ai nói rằng thằng bé không giống ông Nguyễn thì cô ta lại gân cổ lên nói. Nó giống bên ngoài không được à? Chẳng lẽ cứ phải giống bố mới được hay sao? Mạnh miệng thế thôi, chứ Hường vẫn chột dạ khi thấy thằng bé càng lớn càng không giống ông Nguyễn, mà lại giống như đúc cá nhân tình ở lò mổ trước đây của cô ta. Gã vốn là một tay đồ tể có tiếng, cặp kè với Hường sau lưng vợ gã, một người phụ nữ hiền lành nên dù biết chuyện cũng không dám lên tiếng phản đối. Đôi gian phu dâm phụ quan hệ bất chính trong một thời gian dài, đến một ngày gã đồ tể kia lăn ra chết thì Hường mới nhận lời lấy ông Nguyễn. Cái chết của gã cũng ly kỳ lắm. Người thì nói gã chết vì trúng gió, người thì nói gã chết vì bị vong heo báo oán. Hường không tận mắt chứng kiến cái chết của nhân tình, chỉ nghe nói rằng gã đổ bệnh cả tháng trời, toàn thân biến dạng, miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, bốc mùi kinh khủng vô cùng. Toàn thân đau đớn, lúc nào cũng chỉ nằm trên giường kêu la thảm thiết. Thế nên Hường chỉ đến thăm gã được một lần duy nhất rồi không bao giờ quay lại nữa. Thế nhưng à không quên đe dọa người vợ của nhân tình rằng: cô mà dám kể cho ai biết chuyện giữa tôi và chồng cô thì tôi không bỏ qua đâu. Gã nhân tình nằm liệt giường được một tháng thì chết, vợ gã cũng bỏ xứ đi nơi khác để sống, từ đó không thấy quay lại quê hương bản quán nữa, mang theo câu chuyện về mối quan hệ vô đạo đức giữa chồng mình và Hường. Bây giờ nghĩ lại, Hường cảm thấy may mắn khi gã nhân tình đã chết nên không ai có thể tố giác ả được nữa. Tài sản của ông bà Nguyễn rồi cũng sẽ thuộc về ba mẹ con ả mà thôi. Người ta vẫn nói Hường có số sát phu, chính vì thế nên Bân, chồng ả, rồi gã đồ tể sau một thời gian ở bên ả đều chết sớm. Ông Nguyễn cũng không ngoại lệ. Lấy Hường được 2 năm thì ông bỗng đổ bệnh nặng rồi qua đời. Người ta nói ông mất vì tuổi cao sức yếu, nhưng cũng có người nói do số Hường là số sát phu nên ông Nguyễn mới ra đi như thế. Không ai dám nói điều đó trước mặt Hường, bởi cô ta sẽ không kiêng nể
mà chửi bới họ bằng những câu nói tục tiễu. Bà Nguyễn đau khổ trước cái chết của chồng, lại thêm mâu thuẫn với Hường, nên từ sau khi chồng mất, bà tránh nói chuyện với Hường gần như tuyệt đối. Thế nhưng, Hường vẫn mặc sức buông thả, không buồn để tang chồng, nên càng khiến bà Nguyễn chướng mắt. Giấc mơ đó bà đã không muốn tin, ai nói gì về Hường bà cũng gạt đi. Thế nhưng, sự khác biệt giữa thằng bé và chồng bà càng ngày càng lớn, nên bà quyết định không để yên. Một đêm nọ thấy Hường không có ở nhà, bà Nguyễn quyết định đi ra sạp hàng của cô ta để theo dõi, nhưng không thấy gì lạ cả. Thật ra, Hường đã không còn rủ nhân tình về sạp hàng của mình để tư tình từ lâu rồi, mà thay vào đó là đưa nhau đến căn nhà bỏ hoang cách đó không xa. Bà Nguyễn không thấy có gì bất thường nên đã toan đi về, nhưng không hiểu Masuki khiến thế nào mà bà lại đi đến ngôi nhà bỏ hoang thuộc quyền quản lý của làng bên cạnh, chứ không phải làng của bà. Khi đi gần đến nơi, bà nghe thấy những âm thanh đầy nhục dục, tiếng thở gấp gáp của Hường, sau đó cùng tiếng nói của một người đàn ông bà chưa bao giờ gặp. "Em hãy đưa anh số tiền đó đi, anh đang có một phi vụ làm ăn mà kẹt vốn quá." "Được rồi, anh cứ yên tâm, em sẽ phải lấy tiền của ông già đưa cho anh. Nhớ đấy nhá, không là anh chết mất, bao nhiêu tiền đổ hết vào đây rồi." "Toàn là tiền của em không để mất đâu. Bây giờ thì chiều em đi. Liệu bà già kia có đồng ý cho em lấy tiền không?" "Anh đừng lo, cái cây không trái đó làm gì có quyền gì mà quản lý tiền của ông già chứ. Em đẻ được con trai, mọi tài sản và quyền hành nằm trong tay em. Thế còn anh, bao giờ anh sẽ bỏ vợ để lấy em?" Đợi anh kiếm đủ tiền đã." Bà Nguyễn không tin nổi vào tai mình khi nghe thấy cuộc nói chuyện bị ổi đó. Bà lật đật quay trở về, cố gắng không để cho đôi gian phu xâm phụ kia phát hiện. Trở về nhà, bà ngồi xuống giường, thở gấp vì không ngờ Hường lại đem tiền của ông Nguyễn để lại cho trai. Vậy là hồn ma của Bân đã nói đúng, thằng bé không phải con trai của chồng bà. Thế nhưng, bà không biết rằng bố thật sự của nó đã chết rồi, nên dù bà có đi tìm kiếm thế nào cũng không thể nào mà tìm được bố đẻ của nó. Bà Nguyễn bây giờ không khác gì cái gai trong mắt Hường, thỉnh thoảng lại nói bóng gió mấy câu khiến cô ta vô cùng khó chịu. Bà không thể làm gì khác ngoài việc lo hương khói cho gia đình chồng, không thể bán nhà đi nơi khác như những người phụ nữ trẻ vẫn làm. Không ai rõ chuyện gì xảy ra trong nhà bà Nguyễn, người ta chỉ thấy một thời gian sau bà đi theo chồng về bên kia thế giới. Lúc đó, thằng bé Định, con trai của Hường và gã đồ tể đã lên 6, láu cá và bướng bỉnh y hệt như bố nó khi xưa. Bà Nguyễn chết, nó không mảy may thương xót trong khi bà đã chăm sóc nó một thời gian dài. Thằng bé Chính, con trai của Hường và Bân thì lại khóc thương cho bà, như thể bà là người thân thích của nó vậy. Thế là Hường được tự do thoải mái đưa đàn ông về nhà, nhưng cũng không ai chịu lấy cô ta mà chỉ cặp kè mà thôi. Hường cũng không có thêm một đứa con nào khác, và cũng chỉ sống đến năm thằng Định được 18 tuổi, rồi quy tiền. Định. Sau khi mẹ mất, thừa hưởng 50% số tiền Hường để lại và toàn bộ nhà cửa của ông bà Nguyễn, tách biệt hoàn toàn khỏi Chính vì sợ bị anh trai vay mượn tiền nong. Gã cũng chưa biết mình sẽ làm gì để sống, trong khi Chính thì đã tập trung vào công việc làm nông từ lâu rồi. Ban đầu, Định tập trung vào công việc mổ lợn như bố hắn, nhưng có lẽ do được nuông chiều từ bé nên gã không làm nổi công việc đó quá một tuần. Thế là gã cứ lông bông ăn chơi, mặc cho anh trai khuyên nhủ, tiêu pha nhiều tiền mà không mảy may lo lắng cho tương lai. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, Định đã gần 30 nhưng vẫn không có gì trong tay, ngoại trừ ngôi nhà của ông bà Nguyễn, nhưng cũng chỉ còn cái vỏ, còn bên trong thì đã rỗng tuếch. Chính lúc đó đã lấy vợ, có một con trai đầu lòng, lại còn có một cơ ngơi vững chắc. Đó là kết quả của những năm tháng tuổi trẻ làm lụng vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Anh ta thấy em trai mình trắng tay thì thương tình thuê về làm việc đồng áng, nhưng Định thì khinh khỉnh công việc đó rẻ biểu. "Anh nhìn tôi như thế này mà lại bảo tôi đi cày ruộng và chăn bò á? Tôi thà chết chứ không chịu làm mấy cái việc đó đâu." Thế là Định cứ hàng ngày say sưa bên chiếu bạc, tìm cơ hội đổi vận với những canh bạc đỏ đen, nhưng mất nhiều hơn được. Những khoản tiền gã thu được từ canh bạc thì chỉ đủ cho mấy bữa ăn đạm bạc. Định cũng nhất định không chịu nhờ anh trai giúp đỡ,
vì có vẻ chị dâu không ưa gã. Mà cũng đúng thôi, đâu có người vợ nào muốn chồng mình hở ra là cho tiền một người em trai lúc nào cũng chỉ chăm chăm nướng và cờ bạc cơ chứ. Thua thì mất trắng, mà được thì định cũng không bao giờ biết biếu anh chị và cho các cháu lấy một xu. Nên vợ của Chính không ưa gã một chút nào, dù bản chất cô không xấu. Chính và Định cùng do một mẹ đẻ ra, nhưng tính tình thì trái ngược nhau hoàn toàn. Liên, vợ của Chính rất hoài nghi về tính cách quá là xấu xa và lười biếng của Định. Bởi khi lấy Chính, mẹ cô đã từng nói về tuổi thơ của hai anh em. Bố của Chính mất từ khi anh còn nhỏ, bản thân ông ấy cũng là một người chăm chỉ hiền lành. Còn bố của Định là ông Nguyễn, một lão nông cũng rất tốt tính. Thế mà Định lại đổ đốn như thế. Mẹ của Liên từng nói về bà Hường, đương nhiên là không tốt đẹp gì, nên Liên đã nhiều lần nghi ngờ về xuất thân của Định. Cô đã có lần hỏi Chính khi về nhà ông bà Nguyễn làm dỗ, nhưng anh gạt đi nên cô cũng không hỏi nữa. Thôi kệ, dẫu sao anh em kiến giả nhất phận, miễn sao Định không làm phiền tới cuộc sống gia đình cô quá nhiều là được. Liên biết bản chất của Định không tốt, thế nên cô cũng không muốn dây dưa hay nói xấu với gã vì sợ bị trả thù. Cô chỉ có thể lặng lặng quản lý tiền bạc của gia đình mà thôi. Cuộc đời của Định cứ tưởng là sẽ trôi qua trong nhàm chán, trong những canh bạc đỏ đen, trong sự khinh miệt của mọi người. Thế nhưng khi gã tròn 30 tuổi, một độ tuổi được coi là già vào thời điểm đó, thì có một chuyện xảy ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời gã, biến gã từ một tay ma cà bông thuộc hàng cùng đinh trở thành một người giàu có nhất nhì của làng, lại còn được phú ông gả con gái cho. Nhưng cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết thê thảm của Định. Đó là một ngày trời mưa tầm tã, Định trở về nhà sau một buổi say sưa bên chiếu bạc, thua không còn một đồng. Gã ôm bụng đói đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Cơn đói cứ hành hạ nên gã đành ra ngoài cửa, ngồi nhìn trời nhìn mây giết thời gian. Trước cửa nhà Định là một con đường nhỏ, lại có nhiều cây cối, và cách đó chừng mấy trăm mét là một cái giếng nhỏ bị bỏ hoang khá lâu. Đêm nay trời mưa to quá, thối đất, thối cát. Cũng phải thôi, vì đã lâu trời không mưa mà. Ruộng đất ở cái làng nhỏ này sắp khô cạn hết cả rồi. Ngồi ngắm mưa mãi cũng chán. Định toan quay vào nhà thì nhìn thấy bóng một người đi về phía nhà mình, dáng vẻ khổ sở lắm. Đánh giá sơ qua thì có vẻ như đó là một nhà sư, bởi Định thấy người đó đầu trọc. Một tia chớp chiếu xuống sáng lóe, soi rõ gương mặt của người đó. Đích thị là một ông sư và đang đeo một tay nải. Ban đầu, Định đã muốn bỏ qua bởi gã không phải là một người tốt bụng đến mức quan tâm đến những người gặp khó khăn. Nhưng cái tay nải nặng trĩu của sư thầy làm cho gã đổi ý. Vớ lấy cái áo tơi rách để trong góc nhà, Định chạy nhanh ra chỗ sư thầy lễ phép chào. Con chào sư thầy à, người đang đi đâu vậy? Chào thí chủ, tôi đang có việc phải đi qua đây mà mưa to gió lớn quá không tìm được chỗ trú mưa. Chẳng hay thí chủ có thể giang tay cứu giúp tôi trong cơn hoạn nạn này được không? Được chứ ạ. Từ trong nhà con đã thấy sư thầy nên mới chạy ra đây để mời người vào nhà con trú mưa. Thế thì tốt quá, cảm ơn thí chủ. Mời sư thầy đi theo con, nhà con ở ngay đằng kia rồi. Vừa nói Định vừa chỉ vào ngôi nhà đang sáng đèn cách chỗ hai người đang đứng không xa. Sư thầy mừng rỡ vì gặp được người tốt trong cơn mưa giông nên vội đi theo Định. Vào trong nhà, Định đưa sư thầy vào gian buồng nhỏ bên trái để nghỉ ngơi. Còn gã thì đi tìm một bộ quần áo khô cho sư thầy thay. Bước vào gian buồng nhỏ, cầm trên tay bộ đồ khô, Định nói với sư thầy. Nếu người không chê, thì mặc tạm bộ đồ này. Tiếc là nhà con không còn gì để ăn nữa, mong người thông cảm. Không sao, tôi có lương khô đây rồi, mời thí chủ cùng ăn với tôi. Thế là sư thầy mở chiếc túi nâu ra trước mặt Định, lấy ra một gói lương khô, bẻ cho gã một nửa. Thế nhưng sư cụ đã quá bất cẩn khi để lộ cho Định nhìn thấy những sâu tiền, thứ mà gã lúc nào cũng thèm khát. Tuy vậy, Định quay mặt đi ngay và giả vờ không quan tâm đến số tiền đó, còn dục sư thầy đi ngủ sớm để mai lên đường. Cảm động trước tấm lòng của gã, sư thầy còn chúc gã những điều tốt đẹp nhất rồi mới đi ngủ. Vị sư tội nghiệp và cả tin không hề hay biết rằng mình sắp rơi vào cửa tử khi gặp phải một kẻ gian ác đang đóng giả vai hiền lành tốt bụng. Đêm hôm đó, sau khi sư thầy đã ngủ say, Định rón rén vào buồng, tay cầm theo một con dao bén ngót.
gã quyết định phải giết sư thầy để cướp tiền. Số tiền sư thầy mang theo đủ để cho gã làm lại cuộc đời mới, không còn sa chân vào cờ bạc nữa. Bởi gã muốn thay đổi cuộc đời, gã đang tương tư cô con gái út của phú ông làng bên cạnh. Sư thầy quay mặt vào trong để ngủ, con dao đang đâm thẳng xuống người khiến sư thầy vội mở mắt. Quay lại nhìn thì thấy Định đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Thế nhưng, sư thầy chưa kịp kêu lên thì đã bị Định bịt chặt miệng, đâm liên tiếp chục nhát khiến nhà tu hành chết ngay tại chỗ. Máu chảy ra ướt đẫm cả giường. Sau khi xác nhận sư thầy đã chết, Định bình tĩnh rút con dao ra rồi vác xác sư thầy đi thủ tiêu. Ban đầu gã định vớt xác xuống giếng, nhưng về sau, gã sợ bị phát hiện ra quá sớm nên đã mang đi một nơi khác, đảm bảo rằng không ai còn tìm ra được xác của sư thầy xấu số nữa. Cơn mưa đêm đó đã giúp gã che giấu hoàn toàn tội ác của mình. Sau một giờ loay hoay, gã đã ung dung trở về nhà, lau dọn hết hiện trường, lấy hết số tiền của sư thầy rồi thản nhiên đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Định hoàn toàn không cảm thấy một chút tội lỗi nào sau khi ra tay tàn ác để giết nhà tu hành, mà trong tâm trí chỉ tràn ngập hình ảnh về một cuộc sống sung túc bên cạnh con gái của phú ông, về một tương lai sáng lạn được xây dựng trên những đồng tiền phi nghĩa. 5 năm sau, Định có người con trai đầu lòng, gã cũng đã mở một cửa hàng kinh doanh lương thực, rất được mọi người đón nhận và doanh thu hàng tháng cũng rất tốt. Ngôi nhà cũ của ông bà Nguyễn cũng bị bán đi, mặc cho chính ngăn cản. Định hất hàm nói với anh: "Nhà này là của bố tôi để lại. Tôi muốn bán hay để lại là quyền của tôi. Anh chỉ là con riêng của mẹ, có quyền gì mà đòi ngăn cản tôi?" Thật ra, Định muốn bán căn nhà này một phần cũng vì gã cần tiền làm ăn, một phần vì gã không muốn ra vào nơi đã từng là hiện trường tội ác giết người cướp của năm xưa. Xác sư thầy bây giờ chắc chỉ còn xương trắng. 5 năm cũng đã trôi qua. Từ ngày ấy đến bây giờ, gã cũng không thấy ai đến đây hỏi thăm về vị sư mất tích, nên gã cũng đã nguôi bớt sự lo sợ có thể bị phát hiện. Bế đứa con mới sinh trên tay, Định mỉm cười hài lòng khi thấy nó giống mình như hai giọt nước. Gã cảm thấy quyết định giết người cướp tài sản năm ấy là một điều đúng đắn, để đổi lại cho gã một cuộc sống như ngày hôm nay. Con sông ấy sâu lắm, chưa một ai đánh rơi thứ gì xuống đó mà có thể tìm lại được. Huống chi xác của sư thầy đã bị buộc vào đá thì sao có thể nổi lên. Định đưa ngón tay thô ráp từng nhúm máu người vào lòng bàn tay của thằng con trai mới sinh, được nó túm chặt lấy, gã cảm thấy hạnh phúc lắm. Thế nhưng, khi rút ngón tay ra khỏi bàn tay của con, Định nhíu mày khi thấy ngón tay mình dính mực đen. Vội mở bàn tay của con ra, gã thấy hai chữ được ghi bằng mực đen rõ ràng: Hắc Giang. Gã tái mặt, vội gọi bà đỡ ra tra hỏi: "Ai đã viết bậy lên tay thằng bé thế này?" "Dạ, đâu có ai ạ. Lúc ra đời tôi đã tắm sạch sẽ cho cậu bé. Không hiểu sao bây giờ ông bế thì mới có hai chữ ấy xuất hiện. Với lại phòng của phu nhân cũng chỉ có tôi và phu nhân đang ngủ. Đâu có mực bút gì để mà viết vào tay cậu hai chữ vô nghĩa như thế à?" "Bà mau bế nó đi rửa sạch sẽ đi." Định nói, gã cảm thấy có điều không lành đang xảy ra. Hắc Giang không phải là sông đen sao? Con sông đó vốn không có tên, thế nhưng nước của nó lúc nào cũng đen ngòm, nên không mấy ai qua đó để lấy nước tắm rửa sinh hoạt cả. Chính vì vậy nó mới trở thành nơi gã thủ tiêu tội ác của mình. Vậy mà tại sao hai chữ đó lại xuất hiện trong lòng bàn tay của con trai gã? Đang mải suy nghĩ, tiếng của bố mẹ vợ gọi làm cho gã giật mình. Họ sang chúc mừng sự ra đời của cháu ngoại, lại còn dẫn thêm một vị hòa thượng đến để làm lễ cầu may nữa. Buổi lễ cầu may diễn ra trong sự suôn sẻ và hài lòng của vợ chồng phú ông và Định. Mặc dù gã cảm thấy hoảng sợ khi nghe thấy câu chuyện của nhà sư kể về một người cùng tu hành với mình cách đây 5 năm bị mất tích trong một chuyến đi công cán tới kinh thành để lấy tiền về xây dựng lại chùa. Phú ông thấy câu chuyện có vẻ mang tính ly kỳ thì hỏi: "Vậy nhà sư có biết vị ấy đi qua nơi nào không? Ý tôi là lịch trình ấy. Mà số tiền vị sư ấy lấy được là tầm bao nhiêu?" "Thì từ kinh thành về đây phải đi qua tỉnh mình, nhưng thật sự cũng rất khó nói. Lúc ấy thời tiết cũng thất thường lắm. Đi từ chùa chúng tôi lên kinh thành phải mất 10 ngày đường. Chùa chúng tôi lúc đó rất hoang tàn nên đã mong đợi số tiền đó, nhưng vị ấy đi mãi mà không về. Chúng tôi sợ là người ấy đã gặp nạn, bởi số tiền người ấy mang theo khá là lớn."
Có lẽ vị sư đó đã gặp phải bọn cướp rồi. Phu ông buồn bã đáp lời. Thôi, mọi người dự biết tiệc chay với gia đình chúng tôi rồi hãy trở về. Vâng, xin cảm ơn phu ông. Cũng may cuộc nói chuyện giữa bố vợ Định và nhà sư chỉ đến đó là kết thúc, nên Định thở phào nhẹ nhõm. Gã biết tội ác của mình sẽ khó có khả năng bị phát giác. Nhưng đêm hôm đó, gã đã nhìn thấy hồn ma của nhà sư năm xưa bị gã giết hại sau 5 năm bình yên không có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm canh ba, khi đang say giấc nồng, Định bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh ỏi từ sân nhà. Gã bực bội lắm. Chẳng lẽ nhà có trộm? Bọn gia nhân làm ăn kiểu gì mà để trộm vào như thế? Con trai gã mới sinh, ầm ĩ thế sao mà nó ngủ được? Định gọi vệ, tay sai trung thành của gã vào để hỏi. Nhưng kỳ lạ thay, vệ nói mình không nghe thấy tiếng chó sủa nào cả. Có lẽ Định nằm mơ. Câu trả lời của vệ khiến cho Định cảm thấy hoang mang. Rõ ràng gã nghe thấy những tiếng chó sủa ầm ĩ cơ mà. Nhưng đúng là bây giờ gã không còn nghe thấy gì nữa. Gã nhíu mày hỏi vệ. Mày có chắc không? Con chắc chắn mà ông chủ. Con nằm ngủ cách chuồng chó mấy mét, có nghe thấy cái gì đâu. Hay là chó nhà hàng xóm? Không có đâu thưa ông, đêm nay yên tĩnh lắm. Ừ, có lẽ tao nằm mơ thật. Thôi mày đi ngủ đi. Vệ giả ran rồi về buồng ngủ tiếp. Định cũng ngả người xuống giường. Toàn tiếp tục giấc ngủ thì tiếng chó lại tiếp tục vang lên. Lần này còn có cả tiếng chu nữa. Định bực bội lắm, bật dậy rồi chạy như bay ra ngoài sân để kiểm tra lại. Thế nhưng khi gã ra đến nơi, cũng vẫn không nghe thấy gì cả. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng ngáy của vệ mà thôi. Gã không quay vào nhà ngay mà cứ đứng như trời trồng ở sân sau, hai tay chống nạnh soi mói về phía chuồng chó và nhà hàng xóm. 5 phút trôi qua không nghe thấy gì, Định toan quay vào ngủ tiếp thì lần này gã giật mình nhìn thấy một cái bóng người đứng lấp ló đằng sau cây bưởi, đang nhìn về phía gã. Định quát lớn. Ai đấy? Thế nhưng người kia không trả lời, cứ đứng chân chân nhìn về phía gã, thập thò không ra mặt. Lúc này tiếng chó sủa lại vang lên, lần này là chó nhà gã, đang chạy đi chạy lại trong củi, hướng về phía người lạ mặt kia mà sủa mà chu. Định nhìn ngó xung quanh, cố tìm một cây gậy hay một thứ gì đó để ra đánh đuổi kẻ lạ mặt. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì bóng người kia đã ngó hẳn ra, nhìn Định khiến cho gã chết lặng. Người lạ mặt đó không ai khác chính là nhà sư năm xưa, đã bị gã giết để cướp tiền bạc. Nhưng bóng ma cũng chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất, để lại mình Định đứng trơ trọi trong bóng đêm lạnh lẽo đầy sương mù. Lúc này Định mới lắp bắp. Vệ ơi, ra ta bảo. Được cái vệ tuy ngủ say nhưng rất thính ngủ. Toàn bộ câu chuyện kỳ bí vừa rồi thì vệ không nghe thấy, nhưng Định vừa gọi một cái là vệ nghe thấy luôn. Vệ vội chạy ra xem ông chủ cần gì. Ông gọi con à? Ừ. Mày ra chỗ cây bưởi kiểm tra xem có gì bất thường không? Đâu có gì đâu à. Vệ vừa nhìn về phía cây bưởi theo hướng tay chỉ của ông Định vừa trả lời. Mày ra hẳn đó kiểm tra đi, ta vừa nhìn thấy ai ở đấy ấy. Ông đợi con một lát. Vệ đi như chạy ra chỗ cây bưởi nhưng không thấy gì. Quay lại cho ông chủ và báo cáo lại. Ông sao thế à? Ta vừa nhìn thấy ở đó có... Mà thôi, ta vào ngủ đây. Mày cũng vào ngủ đi. Nói rồi Định đi trở vào nhà, dáng điệu ngật ngưỡng như người say rượu. Vệ nhìn theo dáng ông chủ mà không hiểu chuyện gì. Chắc ông chủ lại nằm mơ. Hôm nay là ngày cậu chủ nhỏ sinh ra đời nên ông chủ vui quá ấy mà. Cả đêm hôm ấy Định không sao ngủ được. Phần vì bị ám ảnh bởi người gã nhìn thấy trong sân, phần vì tiếng khóc của đứa con mới sinh. Tại sao sau 5 năm vong hồn của nhà sư mới hiện về? Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Định mới chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày gã gây nên tội ác giết người cướp của. Trong lòng gã hoang mang lắm. Ngày mai gã sẽ đến ngôi chùa của nhà sư đã bị gã giết, biếu một số tiền lớn hòng đền bù tội lỗi mình đã gây ra 5 năm trước. Từ bây giờ Định cũng sẽ nghe ngóng để ý kỹ hơn. Gã sợ bất chợt một ngày người ta tìm được xác của nhà sư nọ, rồi tìm được bằng chứng gã đã giết người, thì cuộc đời của gã coi như chấm dứt. Thế nhưng, trái với sự lo sợ của Định, từ ngày gã nhìn thấy hồn ma của nhà sư cho đến ngày gã đem tiền đi biếu chùa, rồi mãi sau đó nữa, gã cũng không thấy điều gì bất thường, nên cuộc sống của Định cũng dần dần trở lại bình thường. Con trai gã cũng rất khôi ngô sáng sủa, chăm chỉ học hành. Tuy nhiên, Định rất buồn phiền vì vợ chồng gã mãi không thể có thêm được một đứa con nào nữa. Gã đã đi chạy chữa, khám bệnh,
thậm chí còn nhờ đến cả tâm linh làm lễ này, lễ kia. Thế nhưng vợ gã vẫn không có tin vui. Trong lòng Định đã có suy nghĩ muốn lấy vợ hai để có thêm con, nhưng cũng ngại vì bố vợ có tiếng nên đành thôi. Dẫu sao thằng bé Thiên, con trai gã cũng ngoan ngoãn học giỏi, không giống gã khi xưa là mừng rồi. Sau này con trai gã sẽ mang lại danh vọng cho gã, gã sẽ được nở mày nở mặt với đời, không còn bị khinh rẻ là thất học may mắn mới gặp thời nữa. Những tưởng cuộc đời của Định cứ thế trôi qua trong sự phú quý, sự hạnh phúc của gia đình. Thế nhưng đến năm Thiên 18 tuổi, thằng bé thay đổi hoàn toàn. Từ một người con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, cư xử lễ phép với mọi người, thì nay nó trở nên hỗn hào, lười biếng và suốt ngày trốn học. Định và vợ nhắc nhở nó mãi, nhưng nó để ngoài tai, thậm chí cãi lại bằng những lời láo tét. Bố phải nhắc tôi, bố học hành cũng có tử tế đâu mà vẫn lấy được vợ giàu đấy thôi. Mày, ai dạy mày nói như vậy hả? Chẳng ai dạy hết. Thiên vênh mặt cãi khiến cho Định tức giận lắm. Gã toàn đánh nó thì bị vợ ngăn cản. Đừng đánh con, khổ thân nó. Con xin lỗi bố đi, tại sao lại ăn nói như thế? Thiên nhất định không xin lỗi bố, vùng vàng đứng dậy, xô cả bố mẹ, đùng đùng đi ra ngoài cửa, mặc cho bố mẹ nó gọi. Thiên, quay lại đi con. Con đi đâu đấy? Đứng lại cái thằng nghịch tử, không cần đánh gãy chân mày. Thế nhưng Thiên vẫn bỏ đi, không sợ lời đe dọa của bố, Định đập tay xuống bàn gắt lên. Em thấy em chiều nó chưa? Nó theo học cái lũ bạn xấu rồi đấy. Khổ quá, em vẫn giám sát con mà. Tại con đang tuổi mới lớn nên bị lôi kéo thôi. Từ bây giờ em sẽ cấm nó không được chơi với lũ bạn xấu. Thiên bị cấm chơi với những người bạn cậu vẫn chơi cùng, nhưng đó cũng không phải lý do khiến cậu hư hỏng. Nguyên nhân Thiên đổ đốn là do nhân quả. Định đã làm việc xấu thì sao con trai gã có thể ngoan ngoãn được. Thiên nhất quyết không chịu tham gia các kỳ thi như bố mẹ ông bà mong muốn, mà trốn biệt đi chơi cho đến khi kết thúc kỳ thi mới về nhà. Vợ chồng Định khổ tâm lắm, nhưng không biết phải làm thế nào để khuyên bảo con trai. Vợ chồng chính cũng có lần được nghe trực tiếp từ miệng Thiên những lời nói cay nghiệt về bố đẻ trong một lần anh ta sang nhà họ ăn cơm. Hôm ấy, chính hỏi thăm cháu ruột. Dạo này ông bà ngoại khỏe không con? Dạ, ông bà con vẫn khỏe. Thế bố mẹ thì sao? Công việc của bố con vẫn tốt chứ? Thiên đang vui bỗng nghe thấy chính nhắc đến bố mình thì thay đổi nét mặt, xa sầm đáp. Bác đừng nhắc ông ta nữa. Sao thế con? Bố con làm gì à? Bác đừng nói về ông ta nữa, tôi không muốn nghe. Thiên đập mạnh cái bát xuống mầm tỏ ý phản đối. Kìa Thiên, sao cháu lại hành xử như vậy? Liền góp lời. Bác dọn mâm đi. Thiên đùng đùng đứng dậy, phăng phăng đi ra cửa, nhưng rồi lại quay lại nói một câu. Bố tôi là thằng giết người cướp của, nó sẽ không có kết cục tốt đâu. Hai vợ chồng chính sửng sốt khi nghe Thiên nói về bố bằng lời lẽ cay nghiệt. Ai đã nói với Thiên những lời như vậy? Định có thể không phải là một người tốt, nhưng chắc chắn không bao cướp của giống như Thiên nói. Hai vợ chồng chính nhìn nhau lo sợ. Họ sợ Thiên sẽ hãm hại bố đẻ của mình. Thế nên hôm sau chính đã sang nhà của Định để kể cho em trai nghe và dặn gã phải đề phòng. Định tái mặt khi nghe những lời anh trai nói. Tại sao Thiên lại biết chuyện gã giết người cướp của? Tội ác đã gây ra cách đây hơn 20 năm, không một ai biết. Thế thì có khi nào con trai gã đã tìm thấy xác của nhà sư đó không? Không, dù nó có tìm được thì cũng làm sao biết được chuyện Định đã gây ra? Hay là có ai đã kể cho Thiên nghe? Không, nếu có ai biết về tội ác tày trời đó thì họ đã báo quan rồi, chứ đâu có để yên cho gã đến tận giờ này. Nghĩ mãi không tìm ra câu trả lời, Định lấy cớ bị đau đầu và đuổi khéo anh trai về. Trước giờ gã không tin vào chuyện bói toán, nhưng có lẽ bây giờ gã chỉ có tìm đến một ông thầy bói nào đó để hỏi mà thôi. Tuần sau gã sẽ đi lên tỉnh để lấy hàng, nhân tiện tìm đến một ông thầy tài giỏi để hỏi. Đã nhiều đêm Thiên không sao ngủ được vì bị những giấc mơ kỳ lạ và hãi hùng quấy phá. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, anh nằm mơ thấy bố mình mời một nhà sư vào một căn nhà cũ để nghỉ ngơi. Thế nhưng sau đó lại ra tay giết người ấy để lấy đi số tiền lớn người ấy mang theo. Số tiền ấy đủ lớn để bố anh bắt tay vào kinh doanh, che lấp đi quá khứ tội lỗi. Anh nằm mơ thấy mình trở về quá khứ, đúng thời điểm mình ra đời. Nhưng khi mẹ sinh anh nhìn thấy bóng một vị sư mặc áo nâu đứng cạnh bên giường,
nhưng không một ai nhìn thấy ông ta. Vị sư ấy không ai khác chính là người đã từng bị bố anh giết hại. Anh thấy bóng ông ta nhỏ dần rồi nhập hồn vào anh. Thế nhưng từ bé đến bây giờ, anh chưa bao giờ có ý định muốn trả thù. Vậy mà đêm nay suy nghĩ muốn giết bố bỗng bừng lên mãnh liệt. Trở dậy nhẹ nhàng, Thiên đi vào trong bếp lấy con dao sắc nhọn. Tay anh rung lên khi cầm nó. Chân anh muốn đi về phòng ngủ của bố, nhưng trong đầu anh vang lên tiếng chuông chùa. Từng hồi chuông ngân lên trong trẻo như muốn ngăn cản Thiên không được phạm tội ác. Cất con dao vào chỗ cũ, Thiên trở về phòng mà tâm trí còn nặng trĩu. Linh hồn của nhà sư vẫn đang ở bên trong anh. Bản tính lương thiện của ông ấy không cho phép anh giết Định, bởi dẫu sao đó cũng là bố của anh. Sau khi đã lấy hàng xong xuôi, Định sai vệ đưa hàng về trước, còn gã thì đến chỗ ông thầy bói có tiếng để hỏi về chuyện gia đạo, tài lộc. Gã không phải chờ quá lâu, tầm nửa canh giờ là được vào xem rồi. Ông thầy nhìn Định lạnh lùng rồi hỏi: "Ông muốn xem về vấn đề gì?" "Tôi muốn hỏi về gia đạo và đường tài lộc." "Viết tên họ của ông và phụ thân ông xuống tờ giấy trắng trước mặt đi, rồi tôi gieo quẻ cho ông." Định ngoan ngoãn làm theo lời ông thầy, rồi ngồi yên chờ đợi. Ông thầy gieo quẻ cho gã, gã lắc đầu. "Theo quẻ này, thì người đàn ông họ Nguyễn này không phải người đã sinh ra ông." "Ông nói gì? Tại sao lại như thế được?" "Quẻ lên như thế nào thì tôi nói như thế. Tiếc là những người liên quan gần như đã mất hết, nên ông không thể hỏi được. Nhưng ông vẫn có cơ hội biết được thân thế của mình đấy. Nhưng nếu đến ngày đấy thì tôi e là ông sẽ không sống được lâu đâu." Ông chỉ nói vớ vẩn, tôi không tin, thật là mất thời gian." Định nói như mắng ông thầy bói già, rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa, va cả vào những người đang đứng bên ngoài chờ đợi. Bên tay gá vẫn còn nghe thấy lời nói của ông thầy: "Nghiệp chướng từ đời bố mẹ đến đời con, đến đời cháu phải quy y cửa Phật, may ra mới thoát được nghiệp báo." Tất nhiên không đời nào Định cho đứa con trai duy nhất của mình đi tu, dù Thiên có hư hỏng như thế nào đi chăng nữa. Gã cũng không mảy may nhớ đến lời của ông thầy bói, cho đến một ngày gã vô tình gặp lại người vợ của gã đồ tể. Sau một thời gian lưu lạc phương xa, bà trở về quê hương để sống nốt phần đời còn lại cùng với người con trai út của mình. Đi mấy ngày đường, bà đói quá nên rẽ vào cửa hàng của Định để mua thức ăn. Thế nhưng khi nhìn thấy gã, bà giật mình như nhìn thấy ma, vì gã vừa sống người chồng độc ác đã chết và vừa sống hưởng người phụ nữ chắc nết đã từng đe dọa bà. Bà cụ tội nghiệp cố mua thật nhanh rồi rời đi khỏi cửa hàng, khiến con trai bà không khỏi ngạc nhiên. Định cũng thấy thái độ của bà cụ lạ mặt rất kỳ cục, nhưng gã cũng không để tâm. Gã chỉ cần biết bán hàng và thu tiền, thế là được. Thế nhưng, số phận run rủi thế nào, có lần Thiên vô tình nhìn thấy bà cụ gầy yếu đang ngồi co ro bên vệ đường, thì động lòng trắc ẩn, mời bà cụ về nhà mình và mời ăn uống. Bà cụ nhìn thấy Thiên giống Định đến 7-8 phần, nhưng không gian át bằng nên hỏi: "Cháu là con trai của ông Định, chủ cửa hàng thực phẩm lớn nhất làng phải không?" "Dạ vâng ạ." "Thế bà nội cháu còn sống không?" "Bà nội cháu mất từ khi bố cháu được 18 tuổi rồi ạ." "Bà là người quen của bà nội cháu ạ?" "Ừ, bà chỉ hỏi thăm vậy thôi." "Cháu trai này, cháu có biết con sông Đen ở cách đây chừng 5 dặm không?" "Cháu biết ạ, có chuyện gì thế bà?" "À, chỉ là ở con sông đó có chuyện kinh hoàng từng xảy ra liên quan đến bố cháu thôi." "Thôi, cảm ơn cháu đã giúp bà. Bà đi nhé." Bà cụ đi rồi, còn Thiên thì vẫn ngồi yên suy nghĩ. Tại sao bà cụ lại nói đến con sông đó? Thiên biết mình có gì đó rất đặc biệt. Thi thoảng trong đầu anh vẫn nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ. Nhưng rõ ràng và ghê rợn nhất là hình ảnh bố anh giết người và phi tang xác hỏng chiếm đoạt tài sản. Chưa một lần Thiên đi ra con sông đó, thế nhưng sau hôm nay anh sẽ tới đó để tìm lại sự thật về thân phận mình. Viết một lá thư để lại cho mẹ, nhưng không nhắc gì đến bố. Thiên thu xếp hết quần áo rồi ra đi. Từ sau đó không ai ở ngôi làng nhỏ thấy anh đâu nữa. Biết tin con ra đi, Định đau lòng lắm. Dù sao Thiên cũng là đứa con gái rứt ruột đẻ ra, có hư hỏng đến mấy cũng là máu mủ. Vậy mà Thiên bỏ nhà ra đi, nhưng không nói gì với gã một câu. Viết thư để lại cũng không nhắc gì đến gã, khiến gã chạnh lòng. Trong thư, Thiên không nói mình sẽ đi đâu. Vợ gã đau buồn đến mức bỏ ăn bỏ uống, còn gã thì không thiết gì đến chuyện kinh doanh. Gã muốn đi tìm con, nhưng
lại ham công tiếc việc nên chần chừ, còn vợ gã thì thương con nên khăn gói đi tìm. Trước khi đi, bà nói với chồng: "Chưa tìm được con, em sẽ không về. Anh ở nhà, nếu buồn thì cứ lấy vợ khác." Được lời như cởi tấm lòng, Định không do dự gì mà không đi tìm ngay một người phụ nữ khác xinh đẹp trẻ trung để vui thú và cũng để sinh thêm con. Sau một thời gian tìm kiếm, gã tìm được một người phụ nữ trẻ mới khóa chồng và đưa về làm vợ hai. Đêm tân hôn, sau một chầu rượu say đến mức không nhìn thấy đường đi, Định vào phòng tân hôn để hưởng lạc thú mới. Thế nhưng, người vợ mới của gã vì chờ đợi quá lâu nên đã ngủ trước. Định cũng vội vã làm cho xong chuyện đó rồi lăn ra ngủ. Gã không ngờ, người vợ xinh đẹp gã mới rước về, hóa ra lại là chỉ điểm của lũ cướp. Nửa đêm, cô ta ra hiệu cho toán cướp xông thẳng vào nhà, vơ vét hết toàn bộ tiền bạc và đồ quý. Định thức giấc giữa đêm, thấy cảnh tượng ấy thì lao vào chống trả. Bị bọn cướp đâm một dao xuống ngực, chết ngay tại chỗ. Thế là đám cưới đã biến thành đám ma. Sáng hôm sau, dân làng thấy nhà cửa của Định tan hoang, đồ đạc bị đập phá, gia chủ thì bị giết, máu chảy từ trong nhà ra đến cửa. Bấy giờ, họ mới hiểu ra Định đã rước nhầm tướng cướp về nhà. Ai cũng nói: "Ai bảo ham gái trẻ đẹp làm gì, lại còn cưới vợ mới ngay sau khi vợ cũ vừa đi khỏi nhà chứ. Đáng đời." Trong những người đến xem hiện trường vụ giết người, có vợ của gã đồ tệ. Bà cụ nhìn xác của Định, con trai riêng của chồng mình, nhớ lại tội ác bà đã vô tình chứng kiến trong một lần trở về làng cách đây hơn 20 năm. Lần ấy bà trở về thăm người thân, nửa đêm không hiểu sao lại tỉnh giấc. Bà lững thững đi ra ngoài hiên nhà để hóng gió. Vì trời mưa nên rất mát. Một tia chớp chói lòa chiếu xuống khiến bà nhìn thấy cảnh tượng Định đang buộc xác của sư thầy vào đá và đẩy ra giữa sông. Nhà của người thân lại ở đối diện con sông nên bà nhìn rõ hành động của gã. Nhưng gã lại không biết mình bị theo dõi vì bà đứng nấp sau cái cột nhà. Bà cụ đã rất hoảng sợ nhưng không thể làm gì được. Cũng không muốn ai bị liên lụy nên sáng hôm sau đã ra đi mà không trở về làng mãi cho đến bây giờ. Khi nhìn thấy Định giàu sang, bà đã nghĩ lẽ nào luật nhân quả vô hiệu đối với gã. Thế nhưng bây giờ, nhìn cảnh tượng gã bị giết thê thảm, bà cụ mới hiểu rằng nhân quả đến muộn chứ không phải là không bao giờ có. Bà cụ đi về trong ánh nắng gay gắt của mùa hè. Mấy ngày sau, khi đang trên đường làng, từ xa bà nhìn thấy Thiên và mẹ anh đang đi đến. Thiên lễ phép chào bà cụ, trong khi mẹ anh thì đau buồn trước cái chết của chồng. Dáng vẻ của Thiên bây giờ tràn ngập sự tươi tỉnh, không một chút đau buồn trước cái chết của bố. Anh đã xuống tóc đi tù tại chính ngôi chùa của vị sư ngày trước bị bố anh giết. Hai mẹ con Thiên làm ma chay chu tất cho Định, gom hết những tài sản còn giá trị đem bán và lấy tiền đó phân phát cho người nghèo, rồi lại trở về chùa để tu hành. Con làm sư, mẹ quét chùa, cuộc sống của họ cứ thế trôi qua trong sự thanh bình và yên ả. Thỉnh thoảng, có những người dân của ngôi làng hai mẹ con Thiên đã từng sống đến viếng chùa, kể cả vợ chồng chính, Được Thiên, lúc này có pháp danh Đức Tuệ, đón tiếp rất chú đáo. Không một ai tin đó là con trai của một phú ông lạnh lùng độc ác trong làng, đã từng có thời gian ngổ ngáo và quậy phá, bây giờ lại mang đậm dáng vẻ của con nhà Phật. Thiên, sau khi lo xong tang lễ cho bố, cũng đã thăm mộ nhà sư xấu số cũng được chôn trong nghĩa trang của làng. Xác của nhà sư được anh tìm thấy khi anh tròn 18 tuổi, dấu mốc dẫn đến sự thay đổi về tâm trí và cuộc đời anh. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Nguyễn Thủy Dương. Và bây giờ tiếp tục câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên mang tên Hành lang quỷ ám. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. 12 giờ đêm, tiếng cãi vã không ngừng vang lên phát ra ngoài từ bên trong một căn hộ nằm trong khu tập thể cũ, nằm giữa lòng thành phố Hà Nội. Khu tập thể hiện đang nằm trong diện quy hoạch, bởi sắp tới đây, nơi này sẽ trở thành trung tâm thương mại. Cùng với đó là những tòa nhà chung cư cũng sẽ bắt đầu được khởi công xây dựng khi người dân sống tại đây chấp nhận khoản tiền đền bù và dọn đi. Sự yên lặng vốn có của khu tập thể đang bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau của một đôi vợ chồng trẻ. "Mày có giỏi thì mày đi luôn đi, đừng có quay về đây nữa, còn khốn." "Anh là một thằng tồi." Bốp, bốp.
anh chồng điên tiết bước tới đưa tay tát vào mặt cô vợ trẻ. Tiếng gào thét cùng với đó là tiếng khóc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, làm hàng xóm xung quanh mở cửa bước vội ra hành lang. Họ chạy tới gõ cửa căn hộ đang ầm ĩ ở bên trong. Hàng xóm tập trung bên ngoài rất đông, họ không ngừng dùng tay đập mạnh vào cửa, miệng hét lớn. Cậu Khoa, dừng tay lại cậu Khoa, không được đánh vợ nữa. Mặc cho bên ngoài hàng xóm đang vừa đập cửa vừa quát tháo, bên trong nhà Khoa vẫn chưa dừng tay lại. Hắn càng đánh vợ mạnh tay hơn. Không chỉ còn là những cái tát mạnh như trời giáng vào mặt, hắn còn dùng chân để đạp, để đá vào người cô vợ trẻ. Bên ngoài, hàng xóm dùng cách nào gọi đi chăng nữa thì Khoa cũng không dừng tay lại. Một người nói giọng gấp gáp. Mau gọi công an đi, nhanh lên không nó đánh con bé chết mất. Một người nói hùa vào. Ai có điện thoại gọi dùm cái đi, nghe con bé nó la hét mà tôi thấy xót quá. Vậy là một người trong số hàng xóm đang tập trung bên ngoài căn hộ lúc này vội đứng lùi hẳn ra xa đám đông. Anh ta đưa tay lấy điện thoại bấm nhanh đường dây nóng tới công an phường sở tại để trình báo. 15 phút sau, công an phường tới nơi. Họ rẽ đám đông sang hai bên rồi đập cửa gọi lớn. Khoa biết công an đã tới bên ngoài cửa rồi, nhưng giờ đây hắn đã như con thú dại, không còn biết gì nữa. Hắn không dừng tay lại. Công an vội phá cửa đi nhanh vào trong căn hộ của nhà Khoa. Một cảnh tượng quá đỗi là kinh hãi diễn ra trước mắt của họ. Khoa đang đánh vợ, toàn thân hắn toàn là máu, máu dính lên cả mặt của hắn, rồi áo và quần cũng không phải là ngoại lệ. Máu của người vợ trẻ vung vãi khắp nơi, kéo dài từ cửa vào tới vị trí Khoa đang đứng. Ngay lúc này, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng áp sát khống chế Khoa. Họ áp giải Khoa đi khỏi căn hộ của hắn. Tiếng còi của xe cứu thương vừa tới nơi, cô vợ trẻ được bác sĩ và y tá nhanh chóng chuyển lên xe. Cô gái đã hôn mê, trên cơ thể có rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau. Vợ của Khoa tên là Nhàn, cô là một cô gái thông minh và nhanh nhẹn. Lấy Khoa từ sau khi tốt nghiệp đại học cho tới nay, đã có với Khoa một cậu con trai tên Hải. Năm nay lên 6 tuổi và hiện tại đang ở nhà ông bà nội, cách căn hộ tập thể của vợ chồng Nhàn hiện đang sống hai dãy phố. Bà Linh đang ôm bé Hải ngủ thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại đổ chuông không ngừng giữa đêm, làm bà giật mình ngồi dậy rời khỏi giường. Nhấc máy lên nghe, vừa nghe tin con trai đánh vợ phải nhập viện cấp cứu, bà Linh sửng sốt đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà. Tiếng điện thoại rơi mạnh xuống nền nhà làm ông Hoàn giật mình mở to mắt ngồi dậy. Ông ngồi trên giường hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía bà Linh đang run lên bần bật, nét mặt hoang mang lo lắng. Thấy biểu hiện của vợ lạ, ông Hoàn lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế bà? Bà Linh run giọng nói. Ông ơi, thằng Khoa nó bị công an bắt đi rồi. Ông Hoàn nghe tới đây không giữ được bình tĩnh nữa. Ông rời khỏi giường đi nhanh tới đứng trước mặt bà Linh. Ông Hoàn gấp gáp hỏi. Làm sao mà nó bị bắt? Bà Linh nước mắt rưng rưng, bà Linh nói. Thằng Khoa nó đánh vợ nó, cái Nhàn đi viện cấp cứu rồi ông ơi, công an gọi tôi báo. Ông Hoàn không tin vào tai của mình, bởi ông biết xưa nay Khoa có khi nào đánh vợ bao giờ. Ông quay người đi nhanh lại tủ quần áo, lấy vội một chiếc áo mặc vào, rồi ông nói với bà Linh. Bà nhà trông thằng Hải, đợi lát nó ngủ dậy bà tới bệnh viện ngay xem, còn Nhàn nó thế nào. Giờ tôi tới đồn công an phường xem thằng Khoa. Bà Linh gật đầu, gạt nước mắt bà nói. Tôi biết rồi, ông tới đó xem con thế nào. Ông phải hỏi rõ thằng Khoa lý do làm sao mà nó đánh vợ nó ông nhá. Xưa này có bà sợ nó đánh vợ như thế này đâu. Ông Hoàn mở vội khóa cửa, giọng ông trở lên gấp gáp hơn. Được rồi, bà nhà đi, có gì tôi sẽ báo cho bà. Cửa mở ra, ông Hoàn đi vội ra khỏi nhà, lên xe máy nổ máy lao đi trong đêm. Ông không nghĩ con trai ông lại hành động côn đồ như vậy, bởi Khoa luôn rất hiền lành. Khi ông Hoàn tới đồn công an, thì cùng lúc đó tại bệnh viện, con sâu ông đang được các bác sĩ tận lực cứu chữa, cố gắng giành lại mạng sống từ tay của thần chết. Không khí bên ngoài trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Mẹ của Nhàn và bạn bè người thân biết tin đều đã có mặt. Sắc mặt của bà Ánh lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng mổ vẫn còn đang được đóng kín. Bà Ánh và bạn bè của Nhàn đều rất bất ngờ khi nhận được tin cô bị chồng đánh đến mức phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch giữa đêm thế này.
Quay trở lại đồn công an phường, ông Hoàn xin phép được gặp con trai. Được phía công an đồng ý, ông vào phòng hỏi cung gặp Khoa. Gương mặt của Khoa thất thần khi được bố của mình hỏi lý do tại sao lại đánh vợ mạnh tay như vậy. Khoa trả lời: "Bố ơi, quả thật con không biết lúc đó con bị làm sao nữa. Con không nhớ nổi những việc đã vừa xảy ra. Con bị làm sao thế này bố ơi?" Nhìn con trai ôm mặt, ông Hoàn không khỏi cảm thấy có gì đó bất ổn ở Khoa. Ông chưa kịp nói thì cánh cửa phòng hỏi cung vừa được một anh công an mở ra. Mời ông Hoàn sang một phòng khác. Đợi ông Hoàn ngồi xuống ghế, anh công an trước mặt mới mở lời: "Chào bác. Tình trạng con trai bác khi được chúng cháu đưa về đây thì rất hoảng loạn. Chúng cháu có hỏi thì Khoa nói là không nhớ bản thân đã làm những gì. Việc này thật là rất lạ. Không biết gia đình ta có ai có tiểu sử bệnh tâm thần hay không ạ?" Ông Hoàn vội trả lời: "Không anh công an à, nhà tôi xưa nay không có ai bị bệnh tâm thần cả. Thằng Khoa trước đây tới giờ đều rất bình thường. Khi xưa nay cũng chưa hề to tiếng hay đánh vợ bao giờ." Nghe ông Hoàn nói xong, anh công an suy nghĩ rồi trả lời: "Vậy thì lạ lắm. Nếu là gia đình mình từ trước tới nay không có ai bị bệnh tâm thần, vậy thì Khoa đánh vợ có chủ ý từ trước, sau đó quá hoảng sợ nên thành ra như vậy. Trường hợp phạm nhân bị tâm thần sau khi giết người, chúng cháu cũng gặp nhiều rồi. Có thể tình trạng của Khoa cũng nằm trong số những người có cùng tình trạng như vậy." Ông Hoàn nói: "Con trai tôi không bị tâm thần đâu." Anh công an nói: "Bây giờ tình trạng của con dâu bác trong bệnh viện đang rất nguy kịch. Nếu như cô ấy không qua khỏi, rất có thể con trai bác sẽ phải đối mặt với án giết người." Tại căn nhà của bà Linh, bé Hải đang ngủ thì bật người ngồi dậy làm cho bà Linh giật mình, bởi bà nhìn thấy hai mắt của Hải vẫn còn đang nhắm chặt lại. Bà không dám đánh thức cháu trai bởi bà đang nghĩ rằng bé Hải đang mộng du. Biểu hiện của bé Hải làm bà Linh bất ngờ tới mức bà phải thầm hét lên khi cháu trai của bà vừa mới gọi một ai đó trong khoảng không trước mặt bà là mẹ. Bé Hải nói: "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc vậy?" Bà Linh toàn thân run rẩy. Bà là một người rất tin vào tâm linh. Cảnh tượng trước mắt bà và những gì bà đang nghe thấy làm cho bà càng thấy bất an và lo lắng. Bởi vì con dâu bà hiện đang ở trong bệnh viện, vậy người mà cháu trai bà đang nói chuyện là ai? "Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Sao mẹ lại không cho con theo mẹ ơi?" Đến mức này, bà Linh không còn nghi ngờ gì nữa. Bà đi nhanh về chỗ của bé Hải đang ngồi mà kéo tay cậu bé lại chỗ bà, ôm chặt cháu trai vào lòng. Và ngay giây phút này, bà bật khóc bởi bà biết có thể con dâu của bà đã không còn trên đời này rồi. Bà Linh đợi hơn 15 phút sau không còn thấy bé Hải mộng du với nói mơ nữa. Bà liền lay nhẹ rồi đánh thức cậu bé tỉnh lại. Sau đó, bà và cháu trai của mình rời khỏi nhà đi ra đường và bắt một chiếc taxi đỗ bên ngoài để tới bệnh viện. Tại đồn công an, Khoa vẫn đang cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy gương mặt. Toàn thân hắn đang run, ánh mắt trở lên rất lạ, khác hẳn với khi được các anh công an áp giải về đây. Hành động tiếp theo của Khoa làm cho ông Hoàn, bố của hắn và anh công an đang trực hết sức ngỡ ngàng. Khoa cười như điên loạn, nhìn hắn không khác gì một bệnh nhân tâm thần. Hắn gào thét, cười nói bên trong phòng hỏi cung, như thể Khoa đang chửi mắng một người nào đó. Người mà hắn đang mắng chửi kia, cả ông Hoàn và anh công an trẻ không thể nhìn thấy được. Ông Hoàn chạy lao tới, anh công an ngăn lại: "Bác, tinh thần anh ta không tỉnh táo, bác đừng lại gần. Nếu không anh ta sẽ làm bác bị thương đó. Chúng cháu đã còng tay anh ta lại rồi. Hiện tại, cửa phòng cũng đã được khóa lại. Bác đừng lo, sẽ không có việc gì đâu." Khi Khoa đang như một người điên tại đồn công an, thì tại bệnh viện, cánh cửa phòng mổ cũng vừa được mở ra. Vị bác sĩ đi ra cùng với đó là một sắc mặt mệt mỏi. Bà Ánh cùng bạn bè của Nhàn đi nhanh tới. Sau khi bà Ánh giới thiệu bà là mẹ của Nhàn, bệnh nhân vừa mới được mổ, bác sĩ liền trả lời: "Chúng tôi đã làm hết sức rồi. Bây giờ chỉ còn chờ vào nghị lực sống của cô ấy mà thôi." Bà Ánh kéo tay bác sĩ, bà nói trong nước mắt: "Bác sĩ ơi, con gái tôi có làm sao không bác sĩ? Bác sĩ nói cho tôi biết đi. Con bé có tỉnh lại được không vậy bác sĩ?" Bác sĩ lắc đầu bất lực, ông đã làm hết sức mình. Thấy bà Ánh đau lòng, bác sĩ tỏ ra thương cảm, ông nói:
con gái bà chưa tỉnh lại, nhưng không phải là đã hết hy vọng. Chúng ta bây giờ chỉ còn biết chờ đợi mà thôi. Hãy cầu cho cô bé tỉnh lại để có thể qua khỏi kiếp nạn này. Bác sĩ nói rồi ông rời đi ngay sau đó trước ánh mắt thật rất là buồn của tất cả những người có mặt, đặc biệt là bà Ánh. Chồng bà thì mất sớm, nhiều năm qua bà chỉ có Nhàn là chỗ dựa tinh thần. Nay con gái bà xảy ra chuyện, lòng bà đau như đứt từng khúc ruột. Bà Ánh lảo đảo đứng không vững nữa, bà như muốn ngã xuống trong nỗi tuyệt vọng. Bạn thân của Nhàn là Châu, nhìn thấy mẹ của bản thân mình sắp ngã thì vội chạy tới đỡ lấy bà. Giọng lo lắng, Châu nói: "Bác ơi, bác gắng lên. Nhàn ăn ở hiền lành, sẽ không có gì với bạn ấy đâu bác. Bác không thể ngã lúc này được. Nhàn rất cần có bác ở bên cạnh mà. Bé Hải nữa, bác phải cố gắng, không thằng bé sẽ phải làm sao." Bà Ánh chỉ còn biết ôm mặt khóc. Bà thương con gái nhiều, thành ra bà lại càng hận con rể nhiều hơn. Bà nghĩ trong đầu, nhất định bà sẽ không để yên việc này. Phía sau, bà Linh dắt tay bé Hải bước nhanh tới nơi. Bà Ánh nhìn thấy cháu ngoài thì bật khóc. Bà ôm chặt lấy bé Hải vào lòng, mà nước mắt cứ vậy lăn xuống gương mặt của bà mà không thể kìm lại được. Tại trụ sở công an, giờ là quá nửa đêm. Bên ngoài phòng trực, ông Hoàn ngồi nói chuyện với anh công an phường ban nãy. Anh công an nói: "Nếu theo quan sát của cháu, gia đình nên cân nhắc tới việc đưa cậu Khoa vào viện tâm thần để điều trị. Nếu còn để cậu ấy ở nhà, chỉ sợ rằng xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn không lường trước được." Tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ đổ chuông, làm anh công an trực đêm cùng với ông Hoàn giật mình, nhìn về cùng một hướng. Anh công an đứng dậy nhấc điện thoại lên tai, vừa nghe người ở đầu dây bên kia nói dứt lời, anh công an nét mặt mừng rỡ quay sang nói với ông Hoàn: "Bác Hoàn, con dâu bác tỉnh rồi, người của chúng cháu ở viện báo lại, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm." Ông Hoàn mừng lắm, con dâu ông không sao rồi, vậy có nghĩa là con trai ông không phải chịu án giết người. "Anh công an ơi, vậy con trai tôi..." Anh công an dập máy điện thoại trong tay xuống rồi trở lại ghế ngồi. Anh nói: "Vợ chồng đánh nhau là việc không phải là thấy lần đầu. Cháu làm ở đây xưa nay chứng kiến không ít vụ việc như vậy. Nếu hai bên hòa giải được mà không kiện cáo gì là tốt nhất. Còn nếu như bên nhà con dâu bác họ đâm đơn kiện, chỉ e là con trai bác sẽ gặp nhiều bất lợi." Quay lại bệnh viện, Nhàn vừa tỉnh lại, các bác sĩ lập tức đã có mặt tại buồng bệnh để kiểm tra. Quay mặt sang bà Ánh đang đứng bên cạnh, vị bác sĩ nói: "Chúc mừng bà và gia đình, con gái bà không sao rồi." Bà Ánh bật khóc, hai mắt bà nhòe đi vì nước mắt. Nhưng khác với một giờ đồng hồ trước đây, những giọt nước mắt của bà lúc này là vì bà đang rất hạnh phúc. Nhàn rất đau đớn, cô đưa tay lên, nắm nhẹ lấy bàn tay của bà Ánh. Nhàn nói: "Mẹ ơi, sự việc xảy ra đêm nay, mẹ đừng trách anh Khoa." "Con đang nói cái gì vậy Nhàn? Thằng Khoa nó đánh con tới mức này rồi mà giờ tỉnh lại, con đã nói giúp ngay cho nó à?" "Mẹ không hiểu đâu. Anh Khoa lúc đánh con, ánh mắt của anh ấy lúc đó khác lắm." Bà Ánh lắc đầu, bà nói giọng cương quyết hơn: "Mẹ không cho con về đó ở cùng nó nữa đâu. Đợi con khỏe lại, ra viện về nhà với mẹ. Còn thằng Khoa, mẹ sẽ đâm đơn kiện nó." Nhàn còn rất đau, cô vẫn cố gượng mình ngồi dậy, nắm chặt vào tay của bà Ánh, Nhàn nói: "Mẹ đừng đâm đơn kiện anh Khoa. Trong chuyện này có điều gì đó lạ lắm. Xưa này anh ấy rất tốt với con. Chỉ là đêm nay anh ấy thật sự rất là khác." Bà Ánh nhìn con gái đang rất đau mà vẫn không ngừng xin đỡ cho chồng. Bà đỡ Nhàn nằm xuống rồi nói: "Thôi, con mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu. Con cố ngủ lại cho lại sức đi. Việc của thằng Khoa, mẹ sẽ có quyết định của mình." Bà Ánh kéo chăn lên quá ngực của con gái. Bà quay lại ra hiệu cho bạn bè của Nhàn ra ngoài để cho con gái bà nghỉ ngơi. Nhàn tỉnh lại làm những người có mặt đều tỏ ra hết sức vui mừng. Nhưng người có mặt tại đây mừng nhất chính là bà Linh. Bà mừng vì con dâu bà đã tỉnh lại, mừng vì Khoa con trai bà sẽ không phải đối mặt với án giết người nếu như có chuyện không may xảy ra với Nhàn.
bà Linh chợt nhớ ra một sự việc xảy ra ở nhà trước khi bà đưa bé Hải tới bệnh viện. Trong khi mộng du, bé Hải đã gọi một người là mẹ. Vậy người đó là ai? Bà Linh đợi cho bạn bè của Nhàn ra về hết. Bà đi lại gần bà Ánh rồi dịu giọng nói. Bà Ánh à, tôi mong bà nguôi giận mà đừng đâm đơn kiện thằng Khoa. Bà cũng biết thằng Khoa xưa nay tính tình hiền lành, trừ khi nào nó to tiếng với vợ chứ đừng nói là đánh vợ tới mức phải vào viện như thế này. Bà Ánh ngồi xuống ghế, sắc mặt cũng đã bớt cơn giận ban nãy mà dịu xuống nhiều. Nghe bà Linh nói xong, bà Ánh mới mở lời. Bà nãy tôi tức giận quá nên mới nói như vậy, bà cũng thông cảm cho. Có mẹ nào mà không xót con hả bà? Tôi thấy con Nhàn bị chồng nó đánh tới mức nhập viện như vậy, làm sao mà tôi không đau lòng, không giận cho được. Nhưng bà nói đúng, thằng Khoa làm rể tôi nhiều năm rồi, ngày trước nó ở cùng tôi, có bao giờ nó đánh vợ đâu. Bà Linh nghe bà Ánh nói vậy thì thuyền xuôi gió, vội nói thêm. Đúng vậy đó, nên tôi mới đợi ông nhà tôi về sẽ hỏi rõ nguồn cơn ngọn ngành, vì sao mà thằng Khoa nó lại đánh vợ. Bà Ánh chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Bà đưa tay vuốt nhẹ lên tóc của bé Hải. Bất chợt bà chạm vào thứ gì đó rất mềm và lạnh. Hơn nữa thứ đó lại ẩm ướt khác thường, nên giật mình thu vội tay lại. Bà Linh nhìn thấy bà Ánh như vậy, thấy lạ quá, bà Linh liền hỏi. Bà Thông gia, bà sao vậy? Bà Ánh nhìn xuống bé Hải vẫn đang nằm chơi con gấu bông nhỏ trên ghế, bên cạnh cũng không hề có gì lạ. Bà thầm nghĩ chắc vừa rồi do bà nhầm về cảm giác lạ kia, nên bà Ánh lắc đầu trả lời bà Linh. Không có gì, có lẽ do tôi mệt thôi. Hai bà Thông gia ngồi im nhìn nhau rồi thở dài không nói gì thêm nữa. Riêng phần bà Linh thì bà cảm thấy áy náy vì con trai bà lại đánh vợ như vậy. Khi bà Linh và bà Ánh không để ý, bé Hải đang nằm trên ghế chờ bệnh viện đang có những biểu hiện lạ. Ánh mắt của nó không còn nhìn về con gấu trong tay đang giơ lên trước mặt nữa, mà đang nhìn về một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Một người phụ nữ có mái tóc dài đen nháy phủ xuống gương mặt. Lạ nhất là người phụ nữ này chỉ có bé Hải là nhìn thấy, còn bà Linh và bà Ánh thì không. Cái thứ ẩm ướt và mềm nhũn khi nãy mà bà Ánh chạm vào chính là bàn tay của người phụ nữ bé Hải đang nhìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ có mái tóc dài đang nhìn bé Hải và cười với nó chính là một hồn ma, chứ không phải là người. Người phụ nữ kia đang dần dần biến mất trước mặt của bé Hải, làm thằng bé càng tò mò hơn. Nó ngồi dậy rồi hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm người phụ nữ kia, nhưng trước mắt không còn thấy cô ta đâu nữa. Ông Hoàn làm thủ tục để bảo lãnh cho Khoa về, bởi bà Ánh không có kiện Khoa về tội hình sự. Hai gia đình cũng đã thương lượng hòa giải nên sự việc không trở nên quá căng thẳng. Về phần Khoa, từ khi rời khỏi trụ sở công an phường thì có nhiều biểu hiện lạ làm cho ông Hoàn nhiều lúc còn cảm thấy sợ. Tại căn hộ tập thể nhà Khoa, căn hộ không có ai và đang được khóa trái tại chủ nhân đã đi vắng, không có người ở nhà. Hàng xóm sát nhà Khoa là một cô sinh viên trẻ có tên là Trang. Sắp đến giờ tới trường nên Trang dậy rất sớm. Tại nhà Khoa đêm qua xảy ra sự cố làm ồn nên cô không được ngủ đủ giấc. Tỉnh dậy hai mắt vẫn còn cay tới mức chảy nước mắt. Trang rời khỏi giường để tới nhà tắm. Vốn nhà tắm của Trang và gia đình Khoa sát nhau, chỉ cách một bức tường ngăn vì thiết kế của khu tập thể nên thành ra như vậy. Trang đang tắm thì đưa vội tay lên tắt nhanh vòi hoa sen, bởi cô vừa nghe thấy bên trong bức tường, nghĩa là bên nhà Khoa hình như vừa có âm thanh lạ. Áp sát tai vào tường để nghe cho thật rõ, Trang hai mắt mở lớn bởi cô nghe rõ là có tiếng người đang khóc. Hơn nữa, tiếng khóc mà Trang đang nghe thấy là của một người phụ nữ trẻ. Nghĩ trong đầu có thể là vợ của Khoa đã về nhà, buồn vì bị chồng đánh nên mới khóc như vậy. Nghĩ tới đây Trang lắc đầu thở dài rồi quay người lại đưa tay tiếp tục bật vòi sen để tắm. Nhưng từ phía sau một vật gì đó mềm và lạnh vừa đặt lên vai của Trang làm cô hét lên rồi quay người đứng lùi hẳn lại. Trước mắt của Trang là một bàn tay thò sang từ bên trong tường phía nhà Khoa. Dưới ánh đèn chớp tắt chớp mở là một cảnh tượng quá đỗi khiếp sợ với một cô sinh viên trẻ. Bàn tay kia đang không ngừng vươn tới, một bàn tay dính đầy máu và máu vẫn đang không ngừng từ bàn tay đó rơi xuống sàn nhà, tạo thành nhiều vũng máu nhỏ.
Tiếng hét thất thanh rồi vụt tắt của Trang làm cho bạn cùng phòng của cô tên là Nga đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Nga ngồi dậy, xỏ dép rời khỏi giường đi nhanh tới nhà tắm. Đèn trong nhà tắm không còn chập chờn nữa. Nga tới cửa nhà tắm thì hét lên bởi trên sàn nhà cô bạn thân đang nằm bất động ngất đi từ khi nào. Ông Hoàn đưa Khoa về nhà, đợi con trai ngủ say ông mới khóa cửa. Ông rời khỏi nhà tới bệnh viện ngay sau đó. Tuy rất giận Khoa, nhưng bà Ánh hỏi ông Hoàn ngay khi ông vừa đi đến đứng trước mặt của bà. Thằng Khoa nó thế nào rồi anh Hoàn? Tôi nói rõ với anh công an khi nãy trực ở viện rồi. Chắc phía công an cũng không làm khó cho Khoa nữa rồi, có phải vậy không? Ông Hoàn trả lời. Cảm ơn chị nhiều. Chị không kiện thằng Khoa nên tôi mới có thể bảo lãnh cho nó về nhà. Thật có lỗi vì thằng Khoa nó đánh cái nhàn như vậy. Thay mặt con trai tôi xin lỗi chị và cháu. Bà Linh đứng bên cạnh không nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt nhìn chồng. Bà Ánh nói. Thời gian này thằng Khoa tinh thần không ổn định. Tôi xin phép đưa cháu Nhàn về nhà. Anh chị bên đó thông cảm cho tôi. Ông Hoàn nói. Chị làm vậy cũng vì cái Nhàn. Thời gian này chị đón cháu về nhà nghỉ ngơi. Vợ chồng tôi cũng sẽ nói chuyện với thằng Khoa về sự việc lần này. Bà Ánh gật đầu hài lòng rồi quay người đi thẳng hướng cổng viện để ra về. Ông Hoàn và bà Linh ở lại. Bé Hải lúc này đã ngủ trên ghế từ lúc nào. Ông Hoàn nói với bà Linh. Bà nó này, thằng Khoa nhà mình nay sao tôi thấy nó lạ quá. Bà Linh lo lắng hỏi. Nó làm sao vậy ông? Ông Hoàn trả lời vợ. Từ lúc tôi bảo lãnh nó từ công an phường về nhà, biểu hiện của nó khác lắm bà. Lúc thì nó chả nói gì, lúc thì cười giống như bị điên vậy. Bà Linh càng tỏ ra lo lắng hơn, bà hỏi lại bằng giọng gấp gáp. Thằng Khoa, ông nói thằng Khoa nó cười một mình à? Ông Hoàn gật đầu lia lịa. Phải bà ơi, mà cái giọng cười của nó tôi nghe sao nó lạ lạ sao đó bà ơi. Bà Linh thần người, bà không thể nói được thêm lời nào nữa bởi bà không nghĩ là con trai bà bị bệnh tâm thần giống như suy nghĩ của ông Hoàn lúc này. Bà Linh đang có một suy nghĩ khác, đó chính là có khi nào con trai bà bị trúng tà hay không. Khoa đang ngủ trên giường, bên tai của cậu đang nghe thấy có tiếng thì thầm. Giọng nói đó là của một cô gái. Đây là nhà của tôi, ai cho các người ở đây? Cút đi, nếu không các người sẽ không yên với tôi đâu, nhớ chưa? Khoa mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Hắn giật mình tỉnh ngủ bởi giọng nói vừa rồi đích thực là của một cô gái. Và Khoa biết rõ rằng hắn hoàn toàn không hề nghe nhầm. Ngồi bật dậy, Khoa hướng ánh mắt lo lắng kèm với đó là cảm giác sợ. Toàn thân hắn không ngừng run lên, đảo mắt nhìn khắp căn phòng hoàn toàn không có ai ngoài hắn. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm Khoa giật mình. Hắn đưa bàn tay đang không ngừng run lên về phía chiếc điện thoại, vẫn đổ chuông không ngừng trước mặt. Tay đặt điện thoại lên tai nghe, Khoa mấp máy môi. Ai vậy? Giọng ông Hoàn vang lên. Con thấy chồng người thế nào rồi hả? Con sao rồi? Khoa khựng lại, đánh rơi chiếc điện thoại trong tay xuống đệm. Ngồi trên giường, mồ hôi của Khoa vã ra như tắm. Hai con mắt như thể muốn lòi ra, rơi ra khỏi tròng mắt. Khi hắn đang phải chứng kiến một hình ảnh cực kỳ ám ảnh. Trước mắt Khoa là một cô gái với mái tóc dài quá lưng. Cô ta đang quay lưng về phía hắn. Khoa lùi về sau, lưng chạm vào tường. Hắn nhìn cô gái trước mặt mà ú ớ. Cô là ai? Tại sao cô lại vào được đây? Cô gái vẫn ngồi im, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc dài. Từng động tác của cô gái lại rất chậm. Khoa phải hỏi lại tới lần thứ hai, cô gái kia mới dừng dùng bàn tay trắng bệch vuốt mái tóc dài đen nháy phủ kín gương mặt của cô ta. Không quay mặt lại phía của Khoa, cô ta trả lời. Đây là nhà của tôi. Anh là ai? Các người là ai? Tại sao lại dọn vào đây? Sau câu trả lời của cô gái, Khoa nhìn thấy cô ta đang từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt của Khoa sợ tới mức hắn muốn hét lên, nhưng không hiểu tại sao Khoa lại không thể làm được việc đó. Cô gái kia quay mặt, nhìn về hướng chiếc giường kê ở góc phòng nơi Khoa đang ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy cổ chân. Toàn thân của hắn run lên dữ dội. Quá sợ hãi,
Khoa muốn bỏ chạy nhưng có một thế lực vô hình nào đó đang giữ chặt lấy hai cổ chân, làm cho Khoa không thể cử động được nữa. Cô gái kia đang từng bước tiến về chỗ của Khoa, mỗi lúc một gần hắn hơn, cho tới khi gương mặt xanh xao trắng bệch của cô gái đối mặt trực tiếp với hắn, đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng đang nhe ra mà nói với Khoa. Thế nào, đã nhận ra tôi là ai chưa? Vậy nhà này là của ai? Khoa, tỉnh lại đi con. Con làm sao thế này Khoa ơi? Bà Linh không ngừng dùng tay vỗ mạnh vào hai bên mặt của Khoa như đang cố giúp hắn tỉnh lại. Không, tránh xa tôi ra. Đừng lại gần đây. Cô là ma, cô không phải là người. Tránh xa tôi ra. Sau những cái tát rất mạnh của bà Linh vào mặt của Khoa, phải mất vài phút sau hắn mới tỉnh lại. Hoàn hồn, Khoa ôm chặt lấy bà Linh như một đứa trẻ đang run sợ. Hắn liên tục không ngừng la hét, thậm chí hắn mất kiểm soát hoàn toàn, đến mức ông Hoàn phải chạy tới kéo hắn ra khỏi người của bà Linh vì sợ Khoa sẽ làm cho bà bị thương. Bà Linh đau đớn nhìn Khoa như một kẻ điên loạn trước mắt của bà, hai tay đưa lên ôm chặt lấy miệng. Bà chỉ còn biết khóc khi phải chứng kiến tình trạng của con trai lúc này. Khi ông Hoàn đang phải cố hết sức để ôm chặt lấy Khoa thì phía ngoài, bên dưới tầng 1 trước cầu thang của khu tập thể, tiếng còi của xe cứu thương vừa tới nơi đang không ngừng vang lên. Tiếng bước chân chạy lên cầu thang, một bác sĩ, theo phía sau là ba cô y tá đang vội vàng chạy lên. Cửa phòng của căn hộ nằm sát căn hộ của Khoa vừa được mở ra. Cô gái cùng phòng của Trang tên Nga chạy vội ra ngoài, dừng trước cầu thang chờ đợi. Bác sĩ và y tá chạy lên tới nơi, Nga đón đầu, nét mặt sợ tới mức nhợt nhạt, giọng nói gấp gáp. Nga nói: "Bác sĩ ơi, bạn cháu." Bác sĩ nhìn sắc mặt của Nga cũng thầm hiểu được người thân của cô đang trong tình trạng xấu. Ông đưa tay ra hiệu cho Nga dẫn đường. Hàng xóm hiếu kỳ mở cửa nhà bước ra ngoài hành lang, mỗi lúc một đông. Họ nhìn nhau rồi nhìn theo hướng của cô sinh viên trẻ đang đi rất nhanh phía xa. Theo sau là bác sĩ và y tá. Hàng xóm thấy lạ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại khu tập thể nơi họ đang sống. Hàng xóm nhanh chóng đứng sang hai bên hành lang. Họ nhường đường để bác sĩ và y tá đưa cô gái trẻ tên Trang ra xe cứu thương. Mặt của Trang làm cho ai có mặt nhìn thấy cũng cảm thấy hoang mang, bởi vì hai mắt của Trang trợn ngược, toàn thân không ngừng co giật mạnh, làm hai cô y tá còn lại phải đứng sang hai bên. Một người giữ chặt lấy tay, một người tiêm thuốc an thần, mong sao có thể giúp cho cô gái trẻ có thể bình tĩnh trở lại. Hàng xóm quay sang bàn tán to nhỏ với nhau. Họ không biết cô sinh viên trẻ đang được bác sĩ và y tá chuyển ra xe cứu thương kia rốt cuộc là bị làm sao mà thành ra như vậy. Không giống với Trang, Khoa đã bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn, nhưng hắn lại im lặng một cách kỳ lạ. Bà Linh và ông Hoàn có hỏi thế nào cũng không làm cho Khoa mở miệng nói chuyện dù chỉ là một câu. Ông Hoàn thở dài buồn bã, ông đi thẳng tới bàn rồi ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc, ông hút cho vơi bớt nỗi buồn đang hành hạ ông từ đêm qua tới giờ. Ông Hoàn thật sự rất tuyệt vọng, bởi ông biết con trai ông đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Nếu quả thật Khoa không bị tâm thần thật, thì chắc ông và bà Linh không biết phải làm sao, bởi cả hai ông bà chỉ có mình Khoa là con trai. Bà Linh thì không nghĩ con trai bà bị bệnh tâm thần, vì ngay từ đầu bà đã cho rằng Khoa, con trai bà bị trúng tà. Bà nhớ rất rõ những lời Khoa nói trong lúc mê sảng trước khi tỉnh lại, có nhắc tới một cô gái. Bà Linh cho rằng người phụ nữ mà con trai bà nhắc đến là ma, chứ không phải là người. Cô ta chính là nguyên nhân làm cho con trai bà trở nên điên loạn. Tại bệnh viện, Trang được các bác sĩ cấp cứu. Hơn một giờ tình trạng của cô gái trẻ mới có thể trở lại bình thường. Gặp riêng Nga bạn cùng phòng của Trang để nói chuyện, nam bác sĩ hỏi: "Rốt cuộc lúc đó bạn của cháu đã xảy ra chuyện gì mà lại bị khủng hoảng tinh thần tới mức co giật như thế này?" Nga cố giữ bình tĩnh, cô trả lời bác sĩ: "Dạ, cháu cũng không biết nữa. Lúc đó cháu đang ngủ thì nghe tiếng bạn cháu nó hét to lắm, rồi cháu tỉnh dậy. Chạy tới nơi thì đã thấy nó nằm ngất trên nền nhà trong phòng tắm rồi. Cháu sợ quá gọi nó dậy thì bất ngờ nó co giật, rồi mắt cứ trợn ngược cả lên. Cháu sợ quá mới gọi tới đường dây nóng để gọi cấp cứu." Nam bác sĩ nói:
Tình hình này phải để bạn cháu nằm viện để chúng tôi theo dõi. Cháu là người nhà của bệnh nhân phải không? Ngà nói nhanh. Cháu là bạn học của Trang, chúng cháu cùng quê với nhau ạ. Nam bác sĩ gật đầu nói. Vậy phiền cháu thông báo với người nhà của bạn nhanh chóng tới bệnh viện để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé. Ngà vội hỏi. Vậy cháu làm thủ tục cho bạn ấy nhập viện được không ạ? Tại nhà Trang hoàn cảnh lắm ạ. Bố mất sớm, giờ mẹ bạn ấy bị tai biến nằm một chỗ. Họ hàng thì ở xa lắm. Nếu được, bác sĩ cho cháu đứng ra thay mặt gia đình Trang làm thủ tục cho bạn ấy nhập viện à? Nam bác sĩ nghe Ngà nói xong thì gật đầu trả lời. Vậy được rồi, cháu đi làm thủ tục cho bạn nhập viện đi. Tiền viện phí cháu thanh toán tại quầy tiếp nhận ở cuối hành lang, gần với khoa khám bệnh theo dịch vụ. Ngà mừng rỡ đứng dậy cảm ơn nam bác sĩ trước mặt, rồi quay người bước vội ra ngoài. Nhàn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn. Cánh cửa phòng mở ra, bà Ánh đi vào trong ngồi xuống bên cạnh Nhàn. Bà Ánh khẽ gọi. Nhàn, con dậy đi, ăn chút gì đi con. Nghe tiếng mẹ gọi, Nhàn ngồi dậy. Anh Khoa, sao rồi mẹ? Bà Ánh thở dài. Thằng Khoa không ổn con ạ. Nhàn hỏi lại. Không ổn là sao mẹ? Mẹ nói cho con biết đi. Bà Ánh đặt bát cháo xuống mặt bàn. Nó có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Nhàn không tin lời mẹ nói, cô lắc đầu. Con không tin, chồng con, anh ấy không bị tâm thần đâu. Bà Ánh đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng, bà Ánh nói với con gái. Thời gian này con ở cùng mẹ, trước mắt đừng về bên đó nữa. Khi nào thằng Khoa ổn hơn thì hãy về. Thôi con ăn cháo đi, mẹ có việc phải đi. Con chịu khó ăn rồi ngủ cho mau khỏe. Bà Ánh rời khỏi phòng, Nhàn lo lắng, cô không thiết ăn, cầm điện thoại bấm số gọi tới cho Khoa, nhưng Khoa không nghe máy làm cô lại càng lo hơn. Nhàn rời khỏi giường, đi tới đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong đầu đang nghĩ tới ánh mắt của Khoa tối hôm Nhàn phải nhập viện. Ánh mắt của Khoa giống như một người xa lạ đối với cô vậy. Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của Nhàn. Đi ra khỏi phòng, Nhàn nhìn thấy Châu đang đứng bên ngoài, đi nhanh tới mở cửa. Bà sang thăm tôi sao? Tôi đỡ nhiều rồi. Bà vào nhà đi. Nhàn mở cửa, Châu dắt xe vào sân. Đi theo sau Nhàn vào nhà, ngồi xuống ghế Châu hỏi. Từ hôm mà bà về nhà mẹ, hắn ta có tới xin lỗi bà không? Được cốc nước vừa rót tới trước mặt của Châu, Nhàn nói. Anh ấy không có sang, tôi gọi điện cũng không nghe máy. Châu lắc đầu trả lời. Vậy mà được sao? Đó là biết nhận sai à? Đó là chồng à? Nhân tiện đợt này về mẹ, bà giận hắn luôn đi cho bỏ ghét. Nhàn thở dài. Tôi cũng chả biết nữa. Từ ngày chúng tôi đám cưới chưa bao giờ Khoa hành xử côn đồ với tôi như vậy. Tối ngày hôm đó anh ấy giống như một người khác vậy. Ánh mắt của Khoa lúc đó thật sự làm tôi rất sợ. Châu an ủi. Thôi, đừng nghĩ gì cả nữa. Dù sao cũng qua rồi. Thời gian này bà cứ ở nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi cho mau bình phục. Tôi nghe Nhung nói Khoa bây giờ có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Thời gian này bà bên cạnh anh ta thật sự rất nguy hiểm, nên tránh xa anh ta một chút thì vẫn hơn. Nhàn đứng dậy, cô đi tới cầm lấy khung ảnh nhỏ bên trong là hình chụp của hai vợ chồng. Đưa khung ảnh lên trước mặt ngắm nhìn một lúc lâu sau, Nhàn nói với Châu. Tôi không tin chồng tôi bị bệnh tâm thần đâu. Rốt cuộc tối ngày hôm đó, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy chứ? Tại bệnh viện, Trang đã tỉnh lại. Nga mừng rỡ ôm lấy bạn. Trang, mày làm tao hết hồn. Có chuyện gì mà mày ngất trong phòng tắm vậy hả? Trang nghe bạn thân nhắc lại sự việc tận mắt cô nhìn thấy trong phòng tắm trước khi được đưa đi cấp cứu, làm cô sợ tái mặt. Giọng nói trở lên run hơn. Đáng sợ quá, trong phòng tắm lúc đó có ma. Chính mắt tao đã nhìn thấy một bàn tay từ trong bức tường nhà bên cạnh thò sang. Bàn tay đó rất nhiều máu. Nga không tin. Mày đang nói gì vậy hả? Mày bị hoang tưởng à? Tao nói thật đó, mày phải tin tao. Những gì tao nói hoàn toàn là sự thật. Nga với tay lấy khăn ướt đưa về trước mặt của Trang. Mày nhìn lại mày kìa. Mày nói nhà mình có ma, ai mà tin được. Tao có thấy ma nào đâu. Chỉ giỏi ăn nói linh tinh.
lau mặt đi. Chàng đưa tay tới nhận cái khăn trên tay của Nga, đôi bàn tay run run. Chàng vẫn chưa hết sợ, bản thân biết có nói thế nào thì Nga cũng không tin lời cô nói là thật, nên chàng chọn cách im lặng. Ngài nhớ ra sự việc xảy ra tại nhà của Khoa, quay mặt nhìn Trang, Nga nói. Này, giờ mới nhớ ra, lúc tao đưa mày đi viện, lão Khoa hàng xóm nhà mình không biết làm sao mà la hét ầm ĩ, như bị điên vậy đó. Trang nắm chặt lấy tay của Nga. Có khi nào lão Khoa cũng nhìn thấy bàn tay đầy máu đó giống như tao không hả mày? Tao nhìn thấy bàn tay đó từ bên trong tường phía bên nhà lão Khoa thò sang phòng tắm nhà mình mà. Nga chán nản lắc đầu. Tao đã nói rồi, mày bị làm sao vậy Trang? Làm gì có ma quỷ nào ở đây? Mày thần hồn nát thần tính chứ ma nào hiện hồn về với mày. Thôi, không suy nghĩ lung tung nữa. Tao mua phở cho mày, mày ăn đi. Khoa ngồi trong phòng toàn thân run lẩy bẩy, bởi hắn vừa nhớ ra gương mặt của cô gái trẻ vừa hiện hồn về gặp hắn. Căn hộ này Khoa mới mua cách đây hơn một năm. Sau khi dọn vào, cuộc sống của Khoa và vợ thường xuyên gặp khó khăn trong cả suy nghĩ cũng như tính cách. Căn hộ của Khoa được hắn mua lại từ một người bạn. Người bạn bán căn hộ cho Khoa tên là Hân. Cả hai là chỗ quen biết nhiều năm. Sự việc xảy ra vào một buổi tối khi Hân tới tìm Khoa, cùng với đó là một sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống. Khoa biết lúc đó Hân đang rất sợ. Mở cửa mời Hân vào nhà, Khoa rót nước rồi lo lắng hỏi. Mày làm sao vậy? Hân đưa hai tay nhận lấy cốc nước rồi hắn đưa lên miệng, uống một hơi cạn đáy cốc. Thở đều trở lại, hắn mới bắt đầu nói. Tao giết người rồi. Khoa hai mắt mở to hết cỡ, thông tin mà hắn vừa thu nhận được từ Hân quả thực làm hắn rất bất ngờ. Khoa lại mạnh bàn tay vào vai của Hân. Hân, mày nói thật à? Mày giết người? Mà mày giết ai? Hân kéo tay của Khoa lại, giọng nói khẩn khoản như xin được giúp đỡ. Mày phải giúp tao, tao xin mày. Bây giờ nếu bị bắt, tao phải ngồi tù mày ơi. Người đời có câu nói, khoản nợ khó trả nhất không phải là tiền bạc, mà là ân tình. Đúng, hoàn toàn không có gì sai cả. Trước đây Hân đã cứu hắn một mạng, nên thật khó cho Khoa nếu hắn từ chối bỏ rơi Hân mà không giúp. Nhưng thay vì khuyên Hân ra đầu thú, thì Khoa lại đi một nước cờ hoàn toàn ngược lại. Cũng từ đây, hàng loạt những tội ác của hắn và Hân được thực hiện theo kế hoạch của Khoa. Và cũng từ giây phút ấy, một loạt những sự việc lạ lùng không có lời giải đáp lần lượt xuất hiện. Đồng ý giúp Hân thủ tiêu cái xác, Khoa lợi dụng vỏ bọc bên ngoài của hắn là một người đàng hoàng, không bị người khác chú ý, mà cùng Hân làm ra những tội ác mà không ai có thể ngờ tới được. Chỉ trong 3 ngày, Khoa và Hân cùng nhau thực hiện hàng loạt những tội ác man dợ, đẫm máu. Khoa xuống tay giết người mà không hề cảm thấy day dứt với cái gọi là lương tâm trong hắn. Khoa thông minh khi dàn dựng hiện trường giả một cách quá hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức người nhà của nạn nhân và công an ngày đó khi điều tra vụ án đều không tìm được bằng chứng hay dấu vết gì của tên hung thủ. Những cái chết ghê rợn, ám ảnh vẫn còn là một dấu hỏi quá lớn đối với họ. Họ chết một cách man dở, chỉ có thể chứng tỏ rằng nạn nhân đã tự tử, không có một chút manh mối hay dấu vết nào của hung thủ để lại tại hiện trường gây án. Phía công an đã tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh nạn nhân đều không thu được kết quả. Chỉ có thể kết luận rằng họ đã tự tay kết thúc cuộc đời của chính mình. Trở lại hiện tại, Khoa ngồi trong phòng vẫn chưa hết run. Hắn lục tìm trong trí nhớ của chính mình như đang cố tìm lại và liệt kê ra từng nạn nhân chết dưới tay của hắn và Hân trong quá khứ. Rồi bất ngờ, hai mắt của Khoa mở lớn khi hắn vừa nhớ ra gương mặt hồn ma của cô gái vừa hiện hồn về với hắn, chính là người trước đây từng là bạn gái của Hân. Quay trở lại thời điểm ngày mà Hân treo cổ tự tử chết. Ngày hôm đó trời mưa lớn không dứt, Khoa tới tìm Hân để bàn về việc cả hai đặt vé máy bay ra nước ngoài lánh mặt một thời gian. Khi tới nhà của Hân, Khoa nhìn thấy cửa nhà bạn thân đang được mở mà không có khóa lại. Nghĩ Hân có khách nên Khoa không có suy nghĩ nhiều mà mở cửa đi nhanh vào nhà. Nhưng kỳ lạ thay, bên ngoài sân chỉ có đôi dép của Hân. Vậy là trong nhà không có khách như Khoa đang nghĩ. Nhưng Hân đi đâu về mà lại quên khóa cửa như vậy? Khoa có cảm giác gì đó không ổn. Hắn tháo giày rồi đi nhanh vào trong nhà. Dừng trước cửa phòng của Hân,
Ngay khoảnh khắc ấy, Khoa đã phải hét lên bởi Hân đã treo cổ chết ở trong phòng từ bao giờ. Khoa nhìn trên mặt bàn làm việc của Hân có một trang giấy được kê bởi cái gạt tàn. Khoa đưa tay lấy bức tâm thư mà Hân để lại. Trong thư, Hân nhận hết tội về mình và cuối thư anh ta có xin lỗi một người con gái có tên là Ngọc. Quay trở lại ngay lúc này, Khoa tự hỏi tại sao Ngọc lại hiện về với mình như vậy? Có khi nào cô ta chết rồi không? Khoa vừa nói dứt lời, không biết từ đâu gió từ bên ngoài thổi mỗi lúc một lớn hơn. Gió thổi mạnh làm cánh cửa đập mạnh vào tường, đồ đạc trong nhà rơi xuống đất. Chỉ trong ít phút, cả căn phòng trở nên bừa bộn. Hai mắt của Khoa trợn ngược lên, bởi bên ngoài hành lang trước cửa căn hộ của hắn là một người con gái, có mái tóc dài đen nháy. Gương mặt đang cúi gằm nhìn xuống đất của cô ta đang từ từ ngẩng lên. Gương mặt trắng xanh sau đó của cô ta đang nhìn về hướng của Khoa. Nga trở về khu tập thể sau khi rời khỏi bệnh viện, cất xe vào đúng nơi quy định. Nga quay người đi nhanh hướng tới cầu thang để lên tầng. Lên tới nơi, Nga đứng khựng lại mà không có đi tiếp. Trước mặt là một cô gái nhìn bên ngoài trông thì còn trẻ lắm. Cô gái đó đứng trước cửa nhà Khoa thì làm cho Nga thấy lạ. Bởi vợ chồng Khoa thì Nga đều nhớ mặt không có lạ gì. Nhưng cô gái này thì Nga chưa nhìn thấy ở đây bao giờ. Nga đang tính đi qua thì tiếng khóc âm ỉ vang lên từ phía sau, làm cho Nga quay mặt nhìn lại. Đã hơn 11 giờ đêm, cả khu tập thể đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết. Vậy Khoa đi vắng hay sao mà không mở cửa cho cô gái này vào nhà, mà để cô ta đứng bên ngoài khóc như vậy? Nga quay người đi lại cho cô gái đứng. Nga hỏi, cô tìm anh Khoa phải không? Đây là nhà của tôi. Tôi trở về tìm bạn trai của tôi. Tên anh ấy là Hân. Nga thoáng cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Một cảm giác rờn rợn bao trùm lấy tâm trí của cô, bởi giọng nói của cô gái đứng trước mặt âm vang một cách kỳ lạ. Còn đang nổi da gà vì sợ thì bất ngờ cô gái kia quay mặt nhìn sang chỗ Nga đang đứng. Nhìn Nga, cô ta hỏi, cô có thể nhìn thấy tôi và nghe thấy tôi nói? Nga run run trả lời, cô đang nói gì vậy? Thật ra cô là người hay là ma vậy? Giọng cô gái lại vang lên, tôi không phải là người, tôi là ma. Tôi chết được hơn 2 năm rồi. Nga lúc này không còn bình tĩnh được nữa rồi. Sợ hãi quá, Nga chỉ vừa kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống, ngất ngay bên ngoài hành lang của khu tập thể, không còn biết gì nữa. Này cháu gái, tỉnh lại đi. Cháu làm sao đấy cô bé? Ông Hoàn vừa về đến căn hộ của Khoa. Ông sang đây ngủ lại đêm nay là để trông chừng con trai. Ông vừa đi tới nơi thì đã nhìn thấy Nga nằm ngất trên hành lang ngay trước cửa căn hộ của con trai ông. Được ông Hoàn vừa lay người vừa gọi, Nga cũng dần tỉnh lại. Vừa thấy Nga mở mắt, ông Hoàn đỡ cho Nga ngồi dậy. Ông Hoàn hỏi, cô gái, cháu mệt lắm sao? Ốm thế nào mà ngất trước cửa nhà bác vậy? Nga quay mặt nhìn về cánh cửa vẫn còn đóng kín mà run giọng nói, bàn nãy khi cháu về, bên ngoài cửa nhà bác, cháu thấy có một cô gái. Ông Hoàn sững người, bởi căn hộ này ngoài con trai ông ra thì đâu có cô gái nào khác. Nhàn thì về ở bên nhà mẹ đẻ rồi. Ông nghĩ có thể là Nhàn, con dâu của ông tới tìm chồng. Ông Hoàn nói với Nga, à, chắc là cái Nhàn vợ thằng Khoa nhà bác. Nga đưa bàn tay đang run của cô tới bám chặt lấy cánh tay của ông Hoàn. Nga sợ tái mặt, giọng run hơn, không phải là chị Nhàn. Cô ta nói với cháu là cô ta chết được 2 năm rồi. Cô ta là ma. Là ma bác ơi. Ông Hoàn mặt biến sắc. Ông im lặng nhìn cô gái trẻ ngồi trước mặt đang run lên vì quá sợ. Ông không nghĩ là cô gái trẻ này nói đùa. Ông đứng dậy đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại. Ông Hoàn thấy cửa nhà của con trai đang đóng, nghĩ là Khoa đang ở bên trong, nên ông đưa tay còn lại đập mạnh vào cửa rồi gọi lớn, mở cửa cho bố Khoa ơi. Nga đang ngồi thì cũng vừa đứng dậy, đi tới đứng phía sau của ông Hoàn rồi im lặng chờ đợi. Ông Hoàn gọi tới lần thứ 3 mà vẫn chưa thấy Khoa mở cửa. Cảm giác có gì đó bất thường. Ông đưa tay chạm tới cửa thì cánh cửa như thể được ai đó từ bên trong nhà đẩy mạnh ra, làm ông Hoàn và Nga giật mình. Cả hai người bước lùi hẳn về sau. Ông Hoàn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh,
ông đi nhanh vào trong căn hộ của con trai ông, đưa bàn tay lên tìm công tắc bật đèn trên tường. Đèn được bật, ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt làm ông Hoàn cảm thấy chói mắt, phải đưa tay lên che mắt lại. Ông Hoàn đứng chết chân tại chỗ. Trước mắt của ông là một căn phòng, đồ đạc rơi vỡ đổ khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Ông không thấy con trai ông đâu cả. Khoa đã bỏ đi đâu rồi? Rốt cuộc khi ông chưa tới, ở đây đã xảy ra chuyện gì mà đồ đạc trong nhà lại đổ vỡ hết cả như thế này? Khi ông Hoàn và Nga đang ngỡ ngàng trước sự việc kỳ lạ xảy ra trong căn hộ của Khoa và không biết anh ta đã bỏ đi đâu, thì cùng thời gian trên đường quốc lộ, một người đàn ông đang lái xe máy đi với vận tốc rất lớn. Người đang lái xe chính là Khoa. Khoa nhớ lại nội dung bức thư để lại của Hân có nhắc tới Ngọc và xin lỗi cô ta. Tại sao Hân lại xin lỗi Ngọc? Hàng loạt câu hỏi đang được đặt ra trong đầu của Khoa lúc này. Và nơi hắn đang muốn tới chính là nhà của Ngọc. Hắn muốn biết chính xác rằng Ngọc còn sống hay đã chết. Quay lại nhà của Khoa, ông Hoàn bấm máy gọi điện cho Nhàn. Con dâu à, nãy con có về nhà không con? Dạ không bố ơi, có chuyện gì vậy à? Nghe thấy Nhàn nói là cô không về nhà, ông Hoàn bất giác cảm thấy lạnh gáy. Bởi vì trong suy nghĩ của ông, cô gái trẻ xuất hiện tại đây qua lời kể của Nga là ai? Khoa có quan hệ thế nào với cô ta? Và bây giờ Khoa nó đã bỏ đi đâu rồi? Ông quay mặt lại nhìn Nga đứng phía sau ông, như thầm nói với cô bé rằng ông đã tin những lời Nga đã nói. Quay trở lại nói chuyện với Nhàn, ông Hoàn nói: Bố chỉ hỏi con vậy thôi, con nghỉ đi, bố không phiền con nghỉ ngơi nữa. Ông Hoàn nói dứt lời rồi tắt máy ngay sau đó. Ông ngồi xuống đất bất lực nhìn căn nhà bừa bộn đồ đạc rơi vỡ lộn xộn hết cả, mà sắc mặt không giấu được sự lo lắng, bất an. Khoa đi liên tục không dừng nghỉ, đến được căn nhà mà lần trước Hân có nhờ Khoa đưa tới đây để gặp Ngọc. Trước khi Hân mua căn nhà trong khu tập thể, cũng chính là căn hộ hiện tại mà Hân đã bán lại cho Khoa trước ngày Hân giết người và tới tìm Khoa để nhờ vả. Khoa đứng bên ngoài cửa nhà Ngọc ấn chuông nhiều lần, nhưng chưa thấy ai ra mở cửa. Ngỡ tưởng trong nhà không có người, Khoa thở dài quay đi thì bất ngờ trong nhà có một giọng nói gọi giật hắn quay lại. Cậu tới đây làm gì? Trước mặt Khoa là một người đàn ông tuổi ngoài 55. Người này có sắc mặt buồn, ánh mắt chứa nhiều tâm sự. Cửa mở, ông ta bước ra. Nhìn thấy vậy Khoa liền hỏi. Dạ, cháu tới đây để gặp Ngọc. Cháu có chuyện muốn nói với cô ấy ạ. Người đàn ông nghe thấy lý do của Khoa thì lập tức quay người vào trong. Ông ta nói vọng ra. Con gái tôi chết cách đây 2 năm rồi. Dạ cậu tới đây gặp nó, muộn rồi. Cậu về đi. Cánh cửa được bố của Ngọc đóng lại. Đứng chết chân tại chỗ, Khoa như không tin vào tai của hắn. Bởi nếu như Ngọc đã chết cách đây 2 năm như lời bố cô ta vừa nói, thì chả phải là Khoa nhìn thấy Ngọc ở nhà là hắn gặp ma hay sao? Khoa chưa bỏ cuộc, mục đích hắn tới đây chính là vì hắn muốn biết vì sao mà Ngọc chết. Và cái chết của cô gái này có liên quan tới Hân, bạn của hắn hay không? Bởi vì Khoa nhớ rất rõ, năm đó những nạn nhân mà Khoa cùng với Hân giết hại không hề có Ngọc trong số đó. Vậy thì tại sao Ngọc lại hiện về tìm hắn? Khoa lại đánh liều, đưa tay liền ấn chuông để bố của Ngọc phải mở cửa tiếp chuyện với hắn mới thôi. Thật không thể chịu đựng nổi Khoa thêm một giây phút nào nữa. Ông Huỳnh, bố của Ngọc đành phải ra mở cửa, mời Khoa vào nhà nói chuyện. Mời Khoa ngồi xuống ghế, ông Huỳnh đưa cốc nước chè mới rót tới trước mặt của Khoa. Ông Huỳnh hỏi. Cậu muốn nói với con gái tôi chuyện gì thì mau nói đi. Khoa ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời. Cháu muốn biết Ngọc vì sao mà chết ạ? Ông Huỳnh nghe thấy Khoa hỏi tới nguyên nhân cái chết của con gái ông thì sắc mặt có chuyển biến. Ông hỏi Khoa. Tại sao cậu lại muốn biết nguyên nhân về cái chết của con gái tôi? Khoa vội trả lời. Tại vì đêm qua cháu thấy Ngọc hiện về với cháu. Mà cũng không phải, là về gặp cháu trong giấc mơ thì đúng hơn. Ông Huỳnh bật cười. Ông không tin vào những lời mà Khoa vừa nói. Cậu nói thật buồn cười. Tôi là bố của nó đây mà nó còn chưa hiện hồn về gặp tôi một lần nào. Cậu là gì đối với nó mà nó phải hiện về,
hoặc là tìm gặp cậu trong giấc mơ để làm gì? Cậu tới đêm muộn thế này làm phiền giấc ngủ của tôi chỉ để nói ba cái chuyện nhảm nhí này thôi sao? Khoa liền nói. Dạ, bác phải tin cháu. Đúng thực là hồn của Ngọc về tìm cháu thật. Cô ấy nói với cháu là nhà cháu đang ở là của cô ấy. Nghe Khoa nói tới đây, ông Huỳnh đánh rơi cái chén trong tay xuống nền nhà. Sắc mặt cũng khác hẳn vừa rồi. Ông Huỳnh hỏi Khoa. Cậu vừa nói cái gì? Nó nói với cậu là nhà của cậu đang ở là của nó à? Khoa gật đầu liên lịa. Dạ đúng rồi bác. Cháu cam đoan với bác là cháu không hề nghe nhầm. Đúng là Ngọc nói với cháu như vậy. Ông Huỳnh nhìn Khoa dò xét, nhìn sắc mặt của Khoa. Ông không nghĩ rằng hắn nói dối. Nghĩ vậy ông Huỳnh liền hỏi. Cậu và thằng Hân người yêu cũ của cái Ngọc nhà tôi là thế nào với nhau? Khoa nói nhanh. Hân là bạn thân của cháu. Cháu tới đây vì muốn biết Ngọc còn sống hay đã chết. Một phần là vì Ngọc hiện về tìm cháu. Hai là còn một nguyên nhân khác mà cháu phải về tận đây. Ông Huỳnh hỏi. Nguyên nhân kia là gì? Khoa nói. Cháu tới đây để xác minh. Nếu Ngọc đã không còn vậy, cái chết của cô ấy có liên quan gì tới Hân, bạn của cháu hay không? Ông Huỳnh gật đầu nói. Câu hỏi hay lắm. Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao cái Ngọc nhà tôi nó lại treo cổ tự tử chết trong phòng. Khoa trợn mắt há mồm kinh hãi. Bác nói sao? Ngọc treo cổ chết tự tử sao ạ? Ông Huỳnh thở dài. Đúng vậy. 2 tháng trước ngày nó mất, có một người đàn ông tên là Hân có cùng về với nó. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy cái Ngọc nó vui lắm. Nó giới thiệu Hân cho tôi và muốn xin phép cho chúng nó làm đám cưới. Khoa liền hỏi. Rồi sau đó thế nào vậy bác? Ông Huỳnh châm điếu thuốc, ông tiếp tục kể. Sau cái ngày đó, cây Ngọc nhà tôi thường xuyên vắng nhà. Nó nói muốn đi lên làm cùng chỗ với thằng Hân. Tôi cũng đồng ý cho nó đi. Chả giấu gì cậu đây, tôi bị ung thư vòm họng nên chả sống được bao lâu. Sống được tới giờ thật cũng là may mắn của tôi rồi. Sống chết có số cả nên tôi chịu cái Ngọc lắm. Nó muốn thế nào tôi cũng đều theo ý nó. Khoa thẩm cảm thấy thương cho hoàn cảnh ông Huỳnh. Hắn nói. Thế rồi sau đó làm sao mà Ngọc lại tự tử vậy ạ? Ông Huỳnh nói. Tại vì thằng khốn nạn đó cả. Nó lừa con Ngọc một khoản tiền rất lớn. Khoản tiền đó vốn là tôi để dành cho nó sau này khi tôi chết đi. Nó còn co mà lập nghiệp. Tôi vẫn còn nhớ tối hôm ấy nó gặp tôi. Nó nói với tôi muốn dùng số tiền đó để cùng thằng khốn kia mua một căn nhà. Khoa như đã thầm hiểu ra, hắn thở dài. Thì ra là vậy. Chả trách cô ấy nói với cháu, căn hộ mà cháu đang ở là của cô ấy. Ông Huỳnh tiếp lời. Tôi cũng nghe theo mà đưa khoản tiền đó cho nó. Cũng lo sợ con bé bị lừa. Nhưng nói ra sợ con bé lại giận nên tôi không có dám ngăn cản nó. Nhà có 2 bố con, tôi lại bệnh nặng. Lỡ nó giận rồi bỏ đi thì lúc tôi chết sao có thể nhìn mặt nó lần cuối. Nói tới đây ông Huỳnh hai mắt rưng rưng nước mắt. Ông nói. Không lâu sau nó biết tôi bị bệnh. Lúc đó nó mới gọi điện cho thằng khốn kia để nói với hắn là cho nó thu lại một khoản trong số tiền mua nhà còn dư. Thằng đó không cho còn chia tay cả nó. Nó có đến gặp hắn nhiều lần mà không gặp được. Kể cũng tội cho con gái tôi quá. Nó nặng tình với thằng đó quá. Sau khi chia tay, nó cứ lúc tỉnh lúc mê man. Mà tôi thì chả biết thằng kia ở đâu để mà tìm. Số điện thoại của nó cũng đổi rồi. Khoa tức giận. Cho đến bây giờ khi Hân chết rồi, hắn rất hối hận và tự trách bản thân. Tại sao năm xưa lại giúp Hân làm ra bao nhiêu tội ác như vậy? Ông Huỳnh nói thêm. Ban đầu nó bị nhẹ, sau càng ngày càng nặng. Hàng đêm nó cứ ngồi trong phòng một mình nói chuyện với ai đó, mà lúc tôi xuống thì lại chả thấy ai. Cho tới một ngày, đêm ngày hôm đó, con Ngọc có nói với tôi rằng nó gặp được một người ở hành lang căn hộ mới mua. Người này thích nó lắm, muốn nó bỏ thằng Hân để theo nó. Khoa càng kinh hãi hơn. Hắn gấp gáp hỏi. Có việc đó sao hả bác? Ông Huỳnh thở dài.
Nước mắt đã lăn xuống hai bên má, nghẹn ngào ông nói. Cũng tại tôi là một người bố không tốt. Cứ nghĩ là nó vì bị thằng kia lừa tiền, phụ tình yêu của nó nên mới thành ra như vậy. Sau này lúc nó chết rồi, lúc đó tôi mới biết thì đã muộn rồi. Khoa nghe ông Huỳnh nói tới đây, hắn không kìm được lòng mình mà thương cho hoàn cảnh của ông. Đứng dậy suy nghĩ một hồi, hắn mở lời. Bác cho cháu thắp cho em Ngọc một nén nhang được không? Rồi cháu sẽ đi. Ông Huỳnh hướng ánh mắt nhìn Khoa, đưa tay gạt nước mắt, ông nói. Đêm rồi, cậu không ngại sao? Khoa lắc đầu, hắn nói. Cháu không ngại, bác cho cháu lên bàn thờ em ấy. Cháu muốn nói với Ngọc đôi lời, mong bác đồng ý. Ông Huỳnh gật đầu rồi nói với Khoa. Nếu cậu không ngại thì mời cậu theo tôi. Khoa đi theo sau ông Huỳnh đi lên gác. Tới một gian phòng nhỏ thì ông Huỳnh dừng lại. Quay ra phía sau, ông Huỳnh nói. Tới rồi, đây là gian phòng thờ, cậu vào đi. Ông Huỳnh thở dài rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa mở ra. Ông quay người đi xuống dưới nhà rồi ngồi xuống ghế châm điếu thuốc rồi chờ đợi. Khoa thở dài rồi đi vào trong phòng. Ánh đỏ phát ra từ hai cái đèn nhỏ đặt hai bên bàn thờ, làm căn phòng trở nên ma mị đến rợn người. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cái không khí lạnh lẽo trong phòng làm cho toàn thân hắn không khỏi nổi da gà. Khoa bước tới lấy một que nhang có sẵn trên bàn thờ. Hắn đưa tay lấy bật lửa rồi đốt cho cây nhang cháy, rồi vội đưa tay cắm que nhang xuống bát hương trước mặt. Khoa cắm nhang rồi lùi lại chắp tay vào nhau đưa lên trước mặt. Hai mắt hắn nhắm chặt lại. Tiếng cánh cửa từ từ đóng lại. Khoa toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác được như hồn ma của Ngọc đang hiện diện trong căn phòng thờ này. Rất sợ nên Khoa vẫn nhắm chặt mắt mà không dám mở ra. Hắn sợ nếu mở mắt ra thì sẽ nhìn thấy hồn ma của Ngọc hiện ra đứng trước mặt hắn cùng với một gương mặt đáng sợ. Một làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi qua người, làm bất chợt Khoa cảm thấy lạnh cả sống lưng. Miệng Khoa lắp bắp nói. Tôi biết cô đang ở đây. Tôi biết thằng Hân hại cô phải tự tử. Tôi không hề biết nó hại cô. Tôi tới đây là vì tôi muốn biết cô còn sống hay đã chết. Này biết lý do vì sao cô chết rồi. Tôi có thể hứa với cô, căn nhà tôi sẽ trả lại cho bố cô để bác có tiền chữa bệnh. Chỉ cần cô không phá vợ chồng tôi hứa sẽ trả lại cho cô. Tôi xin cô đấy. Khoa nói rồi toàn thân run bần bật, bởi bên tai hắn đang vang lên một giọng nói. Tại sao anh lại tới đây? Anh không sợ tôi sao? Tại sao anh không mở mắt ra? Khoa sợ tới tái mặt. Hắn không dám mở mắt để nhìn hồn ma của Ngọc đang đứng bên cạnh hắn. Giọng Khoa run hơn. Tôi không biết thằng Hân nó hại cô. Tôi tới đây để cầu xin cô tha cho gia đình tôi. Đừng về phá vợ chồng tôi nữa. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ bán căn nhà. Số tiền đó tôi sẽ trả lại cho cô để bố cô có tiền chữa bệnh. Giọng của Ngọc lại vang lên bên tai của Khoa. Đó là nhà của tôi. Hân đã lừa tôi dùng tiền của mình để mua căn nhà đó. Vậy tại sao anh lại nói rằng tôi phá vợ chồng anh, trong khi hai người đang ở trong nhà của tôi? Nhà của tôi. Tôi muốn đòi lại những gì thuộc về tôi. Khoa sợ tới mức không còn giữ được bình tĩnh. Hắn đang tính quay người bỏ chạy, nhưng không hiểu sao hắn không thể làm được việc mà hắn đang muốn làm. Như thể có một sức mạnh thần bí nào đó giữ chặt lấy hai chân của Khoa vậy. Giọng của Ngọc lại vang lên. Hân, bạn của anh, hắn đã phải đền tội. Vậy còn anh thì sao? Có phải là bây giờ anh cũng nên trả giá cho những tội ác của mình rồi, phải vậy không? Khoa run lên bần bật, toàn thân co giật khi hắn lúc này đã mở mắt. Trước mặt hắn là những oan hồn mà hắn và Hân đã hại năm đó. Từng linh hồn một đang hiện ra trước mặt của Khoa mà nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy thù hận. Cậu Khoa, tỉnh lại đi, cậu làm sao thế cậu Khoa? Khoa bật dậy, tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Hai bàn tay tóm chặt lấy áo của ông Huỳnh để lấy đà đứng lên. Hắn quay người bỏ chạy khỏi nhà ông Huỳnh.
Khoa sợ tới mức hắn không dám nhìn về sau. Dắt xe máy ra ngoài đường, Khoa lên xe nổ máy rồi phóng vội đi trong đêm. Ông Huỳnh ngơ ngác không hiểu Khoa bị làm sao mà tinh thần hắn lại tỏ ra hoảng loạn như vậy. Ông thấy que nhang rơi trên sàn nhà thì vội cúi xuống nhặt lên tay. Cầm que nhang trong tay, ông Huỳnh quay mặt nhìn ra sau cửa, ông tự hỏi. Cậu ta nói là vào thắp nhang cho cái ngọc, mà sao nhang còn chưa đốt mà lại ngất trên sàn là như thế nào? Ông Huỳnh thở dài lắc đầu rồi châm que nhang trong tay, cắm que nhang lên bàn thờ cho vợ và con gái ông. Nhìn dưới ảnh của Ngọc và vợ, ông Huỳnh rưng rưng nước mắt. Ông đưa tay lên miệng ho lấy một hơi dài đỏ cả mặt, đưa bàn tay trong miệng ra trước mặt. Bàn tay đầy máu của ông không còn làm ông thấy lạ nữa. Ông nhìn lên dưới ảnh của vợ và con. Ông Huỳnh nói. Tôi cố gắng nhiều năm rồi. Tôi không sống được bao lâu nữa bà nó ạ. Sớm thôi, tôi sẽ xuống dưới đó với hai mẹ con bà. Hãy đợi tôi, sớm thôi. Tại nhà của Nga, Trang nằm viện chưa về nên đêm nay ngủ ở nhà chỉ có một mình cô. Đang ngủ thì bất ngờ Nga ngồi dậy. Cô đang vô thức đi theo một giọng nói của một người đàn ông đang không ngừng gọi tên của Nga. Giọng nói ấy nghe rất gần nhưng có lúc lại rất xa, ầm vang lạ thường. Nga ơi, anh chờ em lâu rồi. Em xuống đây với anh đi, Nga ơi. Nga cứ vậy rời khỏi giường đi trong vô thức theo giọng nói ầm vang của người đàn ông kia. Khoa đang trên đường về nhà. Hắn đi với vận tốc rất cao. Trên đường giống như một kẻ đang trốn chạy, một cái thứ vô hình đang bám đuổi ở từ phía sau vậy. Với tốc độ nhanh như vậy, chả mấy chốc Khoa đã về tới căn hộ của hắn trong khu tập thể. Vội vàng cất xe vào bãi gửi xe gần khu tập thể, rồi hớt hải lấy vé xe của người trong đêm tại đây, rồi chạy đi trước ánh mắt khó hiểu của anh bảo vệ trẻ tuổi. Nhìn sắc mặt hoang mang, sợ hãi đó của Khoa, anh bảo vệ không hiểu gì liền nói. Ông tướng này hôm nay đi đâu về muộn vậy? Cứ như là đi ăn cướp về không bằng. Khoa chạy lên tới nơi thì sự việc đang diễn ra trước mặt làm cho hắn đứng khựng lại tại chỗ. Hai mắt mở lớn bởi trước mặt hắn là Nga. Cô gái đó đang cố để nhảy xuống dưới đường. Thấy vậy, Khoa chạy lao tới ôm chặt lấy Nga mà kéo cô gái trẻ lại phía sau. Khoa thấy Nga đang bị mộng du. Nếu hắn không về đến nơi thì có thể Nga đã nhảy xuống đường chết rồi. Nga, tỉnh lại đi em. Làm sao vậy hả? Nga như bừng tỉnh. Cô ngơ ngác không hiểu bản thân đang làm những gì. Nhìn Khoa đang ôm chặt lấy người của mình mà bất ngờ. Đẩy Khoa ra, Nga nói. Anh Khoa, anh làm gì mà ôm em chặt vậy? Khoa lúng túng. Anh xin lỗi. Vừa rồi thấy em muốn nhảy xuống nên anh mới ôm em chặt vậy. Nga kinh hãi khi nghe thấy Khoa nói rằng cô muốn nhảy xuống đường tự tử thì liền nói ngay. Anh nói cái gì? Anh vừa nói là em muốn nhảy xuống dưới để tìm cái chết sao? Khoa gật đầu trả lời. Không phải vậy sao? May cho em là anh về đến đây thì nhìn thấy. Chứ không thì... Mà sao em lại suy nghĩ dại dột thế? Có chuyện gì buồn sao? Nga lắc đầu. Không phải vậy. Em không biết. Em không nhớ gì cả. Em nhớ khi nãy em ngủ trong phòng mà. Tỉnh lại thấy ở ngoài này cùng anh rồi. Nghĩ được giọng nói lạ khi nãy, Ngã vội nói. Đúng rồi, em mơ hồ nghe thấy có người gọi tên em. Mơ hồ lắm, sau đó thì em không còn nhớ gì nữa cả. Khoa nghe Ngã nhắc tới giọng nói của một người đàn ông thì giật nảy người. Khoa nhớ lại lời nói của ông Huỳnh, bố của Ngọc thì vội lay người của Ngã rồi hỏi. Em vừa mới nói là em nghe thấy giọng của một người đàn ông gọi em à? Nga gật đầu ngay như khẳng định. Đúng vậy đó anh. Thật lạ quá. Hay có ma thật như bạn em nói? Khoa gấp gáp hỏi lại. Bạn em nói sao? Nga nói nhanh. Bạn em, cái chàng ấy, nó đang ở viện. Nó nói với em rằng nó nhìn thấy một bàn tay dính rất nhiều máu từ bên tường nhà anh đưa sang phòng tắm nhà em. Nó sợ quá nên ngất đi. Chắc do lúc ấy nó sợ quá nên thần trí mới trở lên hoảng loạn như vậy. Khoa lại hỏi tiếp. Vậy giờ bạn của em sao rồi? Nga ngồi dậy, vừa phủi bụi trên người vừa nhìn Khoa trả lời. Cái chàng đó hả?
Giờ nó khỏi rồi anh, mày chắc có thể ra viện được rồi. Lại nhẹ bàn tay vào cánh tay của Nga, Khoa nói. Nga, nghe anh nói này, bạn em, chàng nói thật đó. Căn hộ tập thể nhà chúng ta có ma, linh hồn của hắn ám lấy nơi này. Em và bạn em phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay trước khi quá muộn. Em thấy không, nếu anh không về kịp, hắn đã đạt được mục đích là bắt hồn em theo về với hắn rồi. Nga hoang mang. Anh nói thật sao? Em còn tưởng là chỉ có mình cái Trang bạn em nó vậy, giờ thêm cả anh nữa. Em chắc do mệt nên vậy thôi. Khoa nắm chặt tay của Nga. Hãy tin anh và bạn em. Anh biết một cô gái cũng bị hắn theo bám. Nga hỏi nhanh. Vậy giờ cô gái ấy sao rồi ạ? Khoa thở dài chán nản trả lời. Chết rồi. Nhưng hãy nghe anh, nhà này các em thuê thì dễ hơn, dọn đi là xong. Hắn chưa đạt được mục đích, nhất định sẽ không để các em yên. Hãy dọn khỏi đây ngay sáng nay. Anh có một người quen, người này có biết một bà thầy rất cao tay. Các em tới tìm người này. Nếu người đó hỏi thì bảo là anh chỉ đường tới tìm. Nhất định người đó sẽ đưa các em đi gặp bà thầy đó. Nếu các em mời được bà ấy về đây thì càng tốt. Nhất định bà ta sẽ có cách giải trừ linh hồn độc ác ám cái nơi này. Nga hỏi. Vậy còn anh thì sao? Nếu như em không mời được bà thầy đó về đây? Khoa đứng lên nói rồi quay người đi. Nếu không thể mời bà thầy đó về đây thì các em hãy xin bà ấy giúp bảo vệ lấy chính mình và nhớ không được quay lại đây nữa. Trời vừa sáng, Nga tới bệnh viện thăm Trang. Tình hình của Trang đã ổn định trở lại. Bác sĩ nói Trang có thể ra viện trong ngày hôm nay. Nga đem toàn bộ sự việc xảy ra rạng sáng nay kể lại cho bạn nghe và lời Khoa nói. Trang nghe xong thì liền hỏi. Anh Khoa nói vậy thật sao? Thế nào, mày đã tin tao chưa? Rõ ràng là căn hộ nhà anh Khoa có ma mà mày không tin tao. Nga nói. Thì ai mà ngờ là ma lại có thật. Lúc anh Khoa gọi tao dậy, tao còn chả nhớ được gì ngoài việc lúc đầu nghe thấy có người gọi đi theo cùng. Chàng đưa tay nắm chặt bàn tay của Nga rồi gấp gáp nói. Vậy thì đi thôi, chúng ta tới tìm người anh Khoa nói. Nga cũng lo nên đồng ý cùng Trang tới tìm người trong địa chỉ mà anh Khoa cung cấp. Ngồi trong xe taxi hơn một giờ đồng hồ, cả hai cũng tới được địa chỉ trong tấm thẻ cứng. Ra khỏi xe ô tô, Trang trả tiền cho tài xế taxi xong rồi quay lại nhìn vào căn nhà đang đóng cửa trước mặt. Nga nhìn vào thông tin trên tấm thẻ cứng trong tay rồi gật đầu nói với Trang. Đúng là địa chỉ này rồi. Giờ vào gặp người này xem thế nào. Là một người phụ nữ. Trang gật đầu, cô đi nhanh tới bấm chuông cửa, rồi cùng Nga đứng bên ngoài chờ cho tới khi có tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Ai vậy? Trước mặt hai cô gái trẻ là một người phụ nữ. Trang mau miệng chào rồi hỏi. Dạ, cháu chào cô ạ. Cháu là Trang và đây là bạn cháu tên là Nga. Bọn cháu được anh Khoa chỉ đường tới nhà gặp cô. Người phụ nữ tên Hồng đang đứng trước mặt là một người quen cũ của Khoa những ngày hắn còn du học tại Thái Lan. Bà Hồng đứng nhìn hai cô gái trẻ trước mặt quan sát từ đầu xuống chân, rồi thở dài mở cửa, nói giọng chỉ vừa đủ mình bà nghe được. Dạ là vậy, hiểu rồi. Chàng và nghe chưa nghe rõ câu nói của bà Hồng. Cả hai hỏi lại. Dạ, cô vừa nói gì ạ? Bà Hồng quay lại nói. Vào nhà đi, vẫn còn kịp. Khoa thuê xe dọn đồ đạc chuyển khỏi căn hộ tập thể mà hắn và nhà đang sống. Ông Hoàn cũng không hiểu rõ nguyên nhân vì sao con trai ông lại dọn về nhà bố mẹ gấp gáp như vậy. Ông Hoàn có hỏi, nhưng Khoa chỉ nói là căn hộ tập thể đó không thể ở được nữa, cần phải bán gấp. Vậy là đồ đạc được Khoa dọn về nhà bố mẹ đẻ trong buổi sáng. Tới cuối giờ chiều thì Khoa tới văn phòng bên dự án để hoàn tất thủ tục nhận tiền nhà đất. Rất nhiều hộ đã bán lại căn hộ cho dự án và dọn đi, và giờ đây Khoa cũng nằm trong số đó. Từ sau khi Khoa nhận được số tiền bán được căn hộ, hắn đột nhiên mất tích một cách bí ẩn từ đó. Không ai biết Khoa đã bỏ đi đâu. Hành tung của hắn đến bây giờ vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn với gia đình. Trở lại với hai cô gái trẻ là Nga và Trang. Sau khi nói chuyện với bà Hồng thì được bà đưa tới gặp một bà thầy chuyên về bùa ngải. Bà thầy là người Thái Lan gốc Việt. Đứng trước một căn nhà nhỏ nằm khuất trong một con phố nhỏ, bà Hồng nói. Hai cháu đứng ở đây chờ, cô vào trước rồi sẽ quay lại.
Trang và Nga gật đầu rồi cả hai quay sang nhìn nhau không nói gì. Chờ một hồi thì bà Hồng cũng quay lại. Bà đưa tay lên hướng về phía hai cô gái rồi nhỏ giọng mà gọi. Vào trong thôi. Trang và Nga thấy vậy thì đi nhanh theo bà Hồng vào trong. Căn nhà khá kỳ quái bởi cách bài trí cũng như trong nhà, ánh sáng dường như bị hạn chế, càng làm cho căn nhà trở nên cổ quái tà dị. Dừng trước một căn phòng nhỏ, bên trong một bà lão, tuổi hơn 60, đang ngồi trước một cái bàn nhỏ. Bà thầy cất giọng nói. Ngồi đi. Bà Hồng quay mặt ra nhìn hai cô gái trẻ ra hiệu, làm theo đề nghị của bà thầy. Cả ba ngồi xuống phía đối diện, bà thầy khẽ mở mắt nhìn qua một lượt rồi nói. Bị nó theo bao lâu rồi? Câu hỏi của bà thầy vừa dứt, cả Trang và Nga đều tỏ ra bất ngờ. Trang nói. Sao bà biết được bọn cháu bị tà ám vậy à? Bọn cháu còn chưa nói gì mà. Bà thầy mỉm cười, bà nói. Cô Hồng đây chưa giới thiệu về ta cho hai cháu biết sao? Cô Hồng lúc này mới nói. Dạ, con xin lỗi vì gấp quá, nên con đưa bọn trẻ tới đây ngay, nên chưa có. Bà thầy đưa tay ngăn lời bà Hồng. Bà thầy nói. Không quan trọng việc đó nữa. Nào giờ nói cho ta biết, nó theo hai người được bao lâu rồi. Trang nhìn Nga như ngầm hiểu ý của đối phương. Nga nói. Dạ, bọn con mới thôi à? Hắn làm con chút nữa là nhảy từ hành lang tầng 4 trong khu tập thể xuống đường rồi. Bà thầy không tỏ ra ngạc nhiên. Bà nói. Không có gì lạ. Số cô mệnh lớn, may mắn có người cứu nguy kịp thời. Bà Hồng bên cạnh nói nhanh. Là cậu Khoa. Bà thầy thở dài. Cứu người nhưng vẫn không rửa hết tội lỗi của bản thân. Đó cũng là cái nghiệp của cậu ta. Bà thầy nói tới đây làm cả ba người tái mặt. Trang và Nga nhìn nhau chưa hiểu ra lời bà thầy muốn nói thì đã nghe bà thầy nói thêm. Hồn ma ám bên ngoài hành lang nhà các người đã nhiều năm rồi. Nó bị giết ở đó nên không đầu thai được. Tích oán hận nhiều năm mà thành quỷ. Giờ bắt hồn người sống. Trang sợ quá vội hỏi. Vậy chúng cháu phải làm sao à? Bà thầy hỏi. Không biết căn hộ đó là của hai cô hay là... Nga trả lời nhanh. Dạ, là chúng cháu thuê ạ. Bà thầy thở dài nói. Vậy sao? Chả trách nó lại có thể tắc oai tắc quái được. Tại do là nhà thuê không được bảo vệ bởi những người đã khuất trong gia đình, nên nó mới có cơ hội chọc phá. Hai cô cũng không thờ cúng gì thổ địa phải không? Chàng gật đầu nói. Dạ, tại nhà thuê nên bọn cháu không có thờ cúng gì ạ. Bà thầy im lặng, hai mắt nhắm lại. Bà thầy nói. Hiểu rồi. Nói xong bà thầy đứng dậy đi vào trong. Một lát sau, bà ta trở lại ngồi xuống trước mặt ba người. Bàn tay với nhiều nếp nhăn của bà thầy đưa ra trước mặt của hai cô gái trẻ hai sợi dây có hai mặt hình rất cổ quái. Cùng với đó là hai lá bùa được gấp lại nhỏ gọn vừa vặn trong lòng bàn tay. Bà thầy nói. Hai cô đeo sợi dây này vào người. Nó sẽ giúp các cô tránh được nó đeo bám. Lá bùa này thì nhớ luôn mang theo bên mình. Nhưng đây cũng chỉ là để phòng thân. Còn việc quan trọng vẫn là phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó, càng nhanh càng tốt. Trang và Nga nhận lấy sợi dây từ tay bà thầy rồi vội vàng đeo vào người. Hai lá bùa đưa nhau cất rất cẩn thận. Xong việc, Nga và Trang đứng dậy chào bà thầy. Cả hai không quên để lại cảm tạ bà thầy một khoản tiền để cảm ơn. Sau đó cả hai rời đi. Bà Hồng ngồi lại trong phòng cùng bà thầy bùa. Bà Hồng hỏi. Thầy ơi, vậy cậu Khoa, tình hình của cậu ấy bây giờ thế nào rồi ạ? Có cứu được cậu ấy không thầy? Bà thầy thở dài nói. Cô có tin vào thuyết quả báo không? Tội ác mà cậu ta gây ra quá lớn. Kiếp này xem ra ta không giúp được cậu ta rồi. Bà thầy thở dài rồi hai mắt nhắm lại, không có nói gì thêm nữa. Bà Hồng thấy vậy thì cũng đứng dậy chào rồi rời đi. Nga và Trang trở về, cả hai nghe theo sự sắp xếp của bà thầy bùa mà lập tức dọn nhà rời đi khỏi khu tập thể. Càng sát tới ngày khởi công xây dựng, nhiều căn hộ khác cũng lần lượt dọn đi sau khi nhận được khoản tiền đền bù thỏa đáng.
Khoa sau khi nhận được số tiền đền bù, hắn chuyển tiền cho Nhàn một số tiền rồi tìm tới nhà các nạn nhân mà năm xưa hắn đã hại để xin lỗi. Sau đó, Khoa tìm về gặp ông Huỳnh, nhưng đã muộn bởi ông đã chút hơi thở cuối cùng sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Khoa hối hận lắm. Hắn biết bản thân mang nhiều tội ác khó lòng mà rửa sạch. Hắn treo cổ chết trong chính căn phòng của Ngọc năm xưa đã treo cổ. Sau cái chết của Khoa vào một ngày cách đó không lâu, người dân sống tại đây phát hiện ra hai thi thể, đó là ông Huỳnh và Khoa. Gia đình Khoa nhận được điện thoại báo về từ phía công an. Cả nhà Khoa tới nhận diện thì vỡ òa trong nước mắt khi nhận định đó chính là Khoa. Nhàn đau lòng, cô ôm chặt lấy bé Hải mà gào khóc thảm thiết. Vì sao Khoa lại treo cổ chết tại nhà của Ngọc đối với gia đình hắn là một dấu chấm hỏi lớn. Không lâu sau đó, phía dự án bắt đầu khởi công phá bỏ hoàn toàn khu tập thể để xây dựng trên mảnh đất đó là những tòa chung cư cao cấp và trung tâm thương mại nằm trong dự án. Hồn ma người đàn ông ám hành lang khu tập thể cũng từ đây mà trở nên bí ẩn. Lâu dần, người dân trong khu tập thể cũng quên đi, không còn nhiều người nhớ tới sự việc xảy ra năm đó đối với hai căn hộ nhà Khoa và hai cô gái sinh viên trẻ nữa. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe đồng hành cùng với Duy Thuận trong suốt buổi tối ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.